Hello mấy chị nha. Chị nào vô rồi chấm bài tương tác dùm cho Hải với. Rồi, hello mấy chị nha. Rồi, chia sẻ like tương tác dùm cho em nha mấy chị nha. Lên nhanh dùm cho Hải nha. Hãy share cho mấy chị nốt bữa nay nữa nha, mấy chị nha. Rồi lên tương tác dùng cho em với, chia sẻ like lên nha. Hello chị Phan Châu nè, hello chị Thanh Dung Lê, hello chị Phạm Hồi nha. Chị nào vô rồi chấm bài tương tác dùng cho em với. Em mặc bữa trước quá trời người hỏi lên báo hết chụp cái kệ đó em. Rồi lên luôn nha mấy chị nha, em like nhanh luôn nha. Tại vì em xem rồi là em like nhanh một chút xíu mấy chị ơi. Đây nè mấy chị, cái áo nam cũng còn nè, để xíu hỏi like cho mấy chị nha. Áo nam còn size L cũng còn nè, size 2XL cũng còn mấy cái nè, cho chị nào mua cho chồng hay là mua cho ba này kia. 2XL còn mấy con. Rồi hello mấy chị nha, lên nhanh nha mấy chị nha. Hãy sẽ không like mã tặng nha mấy chị nha, tại vì hãy like luôn nha mấy chị nha. Tại vì sale thì sale rẻ rồi mấy chị nha, nên là em chỉ chốt cho chị nào chia sẻ like nha mấy chị nha. Chia sẻ like lên nha mấy chị nha. Không, mình dùng cho em mã tặng, à quên, mã ghi dùng em mã tri ân kèm số điện thoại đi mấy chị nha. Em like mã tri ân hàng tặng luôn nha mấy chị nha. Giá sale luôn cho mình luôn. Cái này áo nam để xíu em like cho các bạn nè. Chị nào mời hỏi em còn áo nam hay không thì chốt nè. Xíu lên nha mấy chị nha. Chia like tương tác lên với em nha mấy chị ạ. Chị nào chưa chia sẻ sẽ liền với em nha. Rồi chị nào chia sẻ luôn cho Hải luôn nha. Rồi bắt đầu Hải lên luôn nha mấy chị nha, mình like luôn nha. Con Hải có được cho mình được hai con đầm len nè. Hai con đầm len tay bồng nha mấy chị nha. Lên luôn ha. Rồi lên dùng cho em mã 49.000 dùng cho em luôn nè mấy chị nè. Ở đây là có đệm vai cho mình luôn ha. Đệm vai nha mấy chị nha. 49.000 Hải like sale nên là Hải lên luôn nha mấy chị nha. Hải không lên mã tặng nha. Thay vì Hải sale cho mấy chị rất là nhiều hàng luôn. Rồi lên dùng cho em mã dùng cho em này. Con này Hải có hai con 49.000. Lên dùng cho em mã này là mã lên sọc dùng cho em ha. Lên sọc dùng cho em 49.000. Lên 49.000 lên giúp em ạ. À. Đây mấy chị nha, 60kg nữa làm em ok. Nên là Hải không lên tặng luôn nha. Hải lên nhanh nha mấy chị nha. Mấy chị chia sẻ like dùng em luôn. Mấy cái mã này em chỉ chốt gì nào chia sẻ like, không chia sẻ like lên không tốt nha. Lên 49.000 với Thanh Minh để chia sẻ like cho em rồi. Lên 49.000 với Yến Trần 687. Trời ơi, Hải có một con cầm lên kiểu này. Đẹp đẹp. Hả? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái này cái đầm mà, cái đó là gì? Bỏ ra coi. Nó khác nào luôn mà. Bỏ ra đưa em cái đầm này. Nó, chị thân mình cứ bỏ chút ra đi. Cái này đầu tiên. Rồi lên nha mấy chị nha. Rồi lên dùng cho em mã này là 69.000. Chốt dùm em mã 69.000 dùm cho em. Cái này cũng là cái đầm, em cho chị Yến Trần cái màu sọc đen này nha. Cho chị cái Yến Trần cái sọc đen này nha. Anh chốt cái không? À. Dạ em cho chị Thanh Minh cái này màu y như vậy luôn. Nhưng mà nó là sọc đen thôi mấy chị. Cái kia là sọc trắng ha. Sọc trắng nó to hơn. Còn đây là sọc đen, chị ok thì bấm dùm cho em ha. Nó cũng giống nhau như vậy thôi chị. Nó chỉ khác màu một chút xíu thôi, lớn thì bấm ok, còn không thì em bỏ ra em like lại nha. Rồi lên dùng cho em mã váy len dùng cho em. 69.000 cho Lê Thảo. 69.000 dùng cho em nè. Đây, thôi em lên ha, em like cho chị nào chốt thì chốt nha. Rồi cái này ghi liền em mã này là mã khác dùng cho em nè. Nó y như vậy à, nó chỉ khác cái sọc thôi mấy chị. Cái kia là sọc trắng nó nhiều hơn ha, còn này là sọc đen nha mấy chị ơi nha. Rồi lên dùng cho em mã khác dùng cho em 49.000, em có một con duy nhất nè. Khác dùm em ha. Đây nữa nè. Rồi cái này lên dùng cho em mã siêu phẩm dùng cho em tặng luôn cho mấy chị 69.000 ha. Cái này em lên nhanh nha, tại vì em bán tri ân nên là em lên nhanh nha mấy chị nha. Em ok rồi mà không các thấy vương phương tròn phải không thấy chị ơi. Rồi cái này chốt thì em mã siêu phẩm dùng cho em 69.000 dùng cho em luôn. Có những mẫu em chưa bao giờ em cầm vô em like luôn, luôn nhưng mà em xem luôn nha. Rồi lên dùng cho em mã siêu phẩm dùng cho em nè. Siêu phẩm lên với em đi chị, lên liền mã siêu phẩm em 69.000 ạ. Đẹp lắm luôn, lên dùng cho em mã số 10 dùng cho em nè, 69.000 mã 10. Siêu phẩm 69.000 cho cậu là. Mã 10 đầm lên dùng em ha, 69.000 luôn. Lên dùng cho em mã số 10 nha mấy chịu nha. Rồi lên dùng cho em mã 11 dùng cho em 69.000 luôn. Con này bạn ra ngồi mua là 160, 170, thậm chí bữa nay là tầm 300.000 chưa chắc có luôn đó mấy chị. Nha mấy chị yêu nha, 69.000 cho em mã 11 dùm em nè. Mã 10 cho Hồ Thị Thúy Hằng.
Giờ lấy liền mã 11 cho em đi ạ. 11 cho Thanh Minh. Rồi lên dùng cho em mã này nha, mấy triệu nha. Siêu đẹp luôn. Rồi lên dùng cho em mã 29.000 dùng cho em. Lên dùng cho em mã áo nha mấy chị nha. Áo nhũ này các bạn mặc với lại chân váy lưới á, mình đóng vòng vô nha các bạn nha, rất là xinh luôn. 29.000, chốt đi giùm em mã áo 29.000 dùng cho em. Cái này là len nha mấy chị nha, len nhũ dùng cho em mà len kiểu á. 29.000, em có mấy con thôi, cái này em về hàng em cắt cô kho em online luôn. Hai mươi chín ngàn lên giúp em cho Nguyễn Kiều My đi. Rồi cái này em có size S, size L với size XL mấy chị. S, L và XL nha mấy chị nha. Quần nhung dùng cho em nè mấy chị nè. Rồi em lên quần nhung nha mấy chị nha. Quần nhung dùng cho em, tặng luôn cho mấy chị luôn 69 ngàn. Em có size S, size L và size XL dùng cho em. Trời ơi cái này mặc đẹp lắm luôn á. Nó không có cái chân váy em mặc cho mấy chị xem cái áo ren, áo tím á. Quá trời là đẹp luôn á nha mấy chị nha. Rồi lên dùng cho em mã quần nhung dùng cho em. Con này là quần nha mấy chị nha. Em có size S, size L và size XL. Em tặng cho mấy chị luôn 69 ngàn. Chiều lấy thì chốt liền em mã quần kèm size dùm em. Quần kèm size nha, S, L và XL. Cái này mấy chị nào size S là 50kg mang ok nha, XL là 60kg đổ lại dùm cho em ha. Rồi lên dùng cho em mã quần kèm size dùm 69 ngàn kèm size lên giúp em ạ. Quần kèm size vô nha mấy chị nha. Đây size dùm cho hãy hết. S, L và XL mấy chị ạ. Quần 69 ngàn kèm size giúp em ạ. Lên size đi mấy chị nha. Không có mờ chị nhớ. Quần nhung 69 size đeo cho chị Đinh Nguyên. Sơ mi công sở dùng cho không em. Có size M lên chỉ còn SL thôi. Không có SL đâu mấy chị. SL nó bị lẻ size ra rồi mấy chị. Lẻ size ra nha mấy chị nha. Không có size M mấy chị. Chị VV là chị lấy size S đi. Tại vì cái nó là chung á mấy chị. Nó là lưng mà lưng chung ấy. Rất là dễ mang luôn. Rồi cái này chị lấy thì chốt liền em mã sơ mi dùng cho em ha. Sơ mi dùng cho Hải với giá bộ là 49 ngàn. Và lên dùng cho em mã 49 ngàn. Em có một con này. Sơ mi công sở nha, nút là nút bọc hết cho mình luôn. Tay cũng nút bọc, cổ là cổ vest giùm em. 39 ngàn, em có một con. Quần nhung size đeo em hết rồi. Rồi lên dùng cho em mã yếm dùm cho em. Về phấu yếm vô nha mấy chị nha. 49 ngàn, chốt liền em mã yếm 49 ngàn dùm cho em. Da nhung hãy còn. Sơ mi 39 cho Tâm Nguyện. Rồi cái này chị lấy thì chốt liền em mã dùm cho em nè. Lên dùng cho em mã nha mấy chị nha, mã yếm dùng cho em 49 ngàn, em có một con này. Yếm 49 ngàn lên giúp em đi ạ. Rồi lên dùng cho em mã yếm nha mấy chị nha, 49 ngàn dùng cho hả? Yếm 49 ngàn cho Nguyễn Kiều My, xong mi 39 em hết rồi mấy chị ạ. Rồi chân váy caro dùng cho em 49 ngàn, size XL. Chân váy caro nha, có quần bên trong cho mấy chế luôn. 49 ngàn, size XL, một con duy nhất. Chúng quái caro 49 ngàn sẽ đeo với em ạ. Rồi cái này lên dùng cho em mã sơ mi sọc dùng cho em. À quên, lên dùng cho em mã áo phong sọc dùng cho em. Chúng quái 49 ngàn cho Nguyễn Như Thủy. Rồi lên dùng em mã áo phong 49 ngàn, em có một con ha. Lên dùng cho em mã phong 49 ngàn. Áo phong 49 ngàn một con nhất giúp em ạ. Rồi cái này là yếm nha mấy chịu nha. Yếm này hãy có cho mình được mấy con thôi mấy chịu nha. Lên dùng cho em mã yếm dùng cho em nè. Yếm nha mấy tình yêu nha, tặng nốt cho mình con yếm này luôn 89 ngàn. Lên dùm em mã set yếm 89 ngàn dùm cho em. Yếm 89 luôn giúp em ạ. Phong 49 ngàn cho Thu Thủy Nguyễn. Set yếm 89 ngàn lên giúp em đi, bây giờ đường mới cũng kìa. Lên dùm cho em mã set yếm nha mấy triệu nha, 89 ngàn. Trời ơi, đây cũng yếm luôn nè, 89 ngàn, chốt em mã yếm hồng dùm cho em. Trời ơi. Giờ lấy xe yếm 89 lên, mà xe yếm 89 ngàn cho em mấy chị hả? Vì sao mấy chị 89 ngàn mấy chị không chốt cái con này nó thật luôn ấy. Giờ thì ưng sale như vậy thôi mấy chị ơi nha. Mà sợ luôn cái hàng này bạn cứ nghĩ đi sốt là không bao giờ có 89 ngàn. Nếu không 89 ngàn cho Nguyễn Như Thủy được cái gì nha. Trời đất ơi 89 ngàn này thì sốt ở đâu ở trong đây nè mấy chị ơi nha. Lớp này mã yếm hồng 89 ngàn cho em, vừa xe 18.8 thì chị sẽ like lên cho em mấy chị nhở. Kim em mã yếm hồng dùm cho em, 89 ngàn dùm cho em. Cái này vô là hàng mấy bạn, vô hàng mấy bạn chốt không bao giờ có luôn á. Rồi cái này chị lấy ngày tới lê nặng. Rồi cái này chị lấy thì chốt liền em mã ghi lê dùm cho em ha. Con này bạn về phố với lại sơ mi dùm em. Ghi lê dùm cho em 49 ngàn dùm cho em. Rồi chị lấy thì chốt liền em mã ghi lê 49 ngàn. Thấy gì phạm lê nhá. Rồi chốt liền em mã ghi lê dùm cho em 49 ngàn. Em có cho mấy chị một con nè. Ghi lê nha mấy chịu nha.
49.000. Con này các bạn về phối với lại đầm này kia nha mấy chị nha. Ví dụ như một cái đầm hoa này. Tắm cái này cho hồng vỏ. Chờ lấy chút em mã ghi lê dùm cho. Lớn mã ghi lê với em 49.000 à. Cho vô thí hàng. Và em có một con chân váy đen dùm cho em nè. Chân váy đen nha mấy chị nha. 89.000. Chờ lấy chút em mã chân váy 89.000 to con. Chờ lấy mã chân váy đen 89.000 cho em nha. Đây mấy mã chân váy 89.000 dùm cho em ha. Rồi cái này chị lấy thì chốt liền em mã quần sung dùng cho em nè. Quần sung nha mấy chị yêu nha. Quần sung dùng cho em nè mấy chị yêu nha. 69.000. Chờ lấy chốt em mã quần sung 69.000 có con ha. Và áo em mặc nha mấy chị yêu nha. Chung với đen 89.000 cho chị ạ. Chung em 89.000 cho Tưởng Thiên An. Rồi lên áo em mang nha mấy chị yêu nha. 69.000. Chờ lấy áo hãy mang, chốt áo hãy mang 69.000 dùng cho em. Quần sung cho Thu Thủy Nguyễn. Quần sung bao nhiêu anh vậy? Quần sung 69.000. Đây mấy chị. Rồi chị lấy chốt liền em mà áo phong hãy mang nha. 69.000 hãy có được 3 cuốn con nữa hết. Giờ lấy liền mà áo phong với em 69.000 à. Em mà áo phong nha. Chị vàng khoan á, áo da nhung thì báo em nè. Bữa nay rẻ hơn được 50.000 đúng không chị. Da nhung còn mấy con á, chị lấy thì báo ha. Lấy liền mà áo phong 69.000 với em mấy chị ơi. Quần sung lúc này hết rồi. Rồi size 2XL. Trời áo số 9 chưa đổ thì hình. Đẹp không mấy chị? Áo suýt gì tức lên nặng. Size 2XL nha, 79.000. Chờ lấy chốt liền em mà áo khoác size 2XL. Áo khoác này được mấy con thôi mấy chị? Áo khoác nam nha. Cái này là khoác nam, hàng 2 lớp nè. 2 lớp nha. 79.000, size 2XL còn được mấy con thôi. Cái này bị sốt lại nè mấy chị. Tay nốt cho hết luôn mấy chị ơi. Được 3 con nè mấy chị. Áo phong suýt gì điệp điệp. Rồi lấy dùm em mà khoác dùm chị. Áo phong 69.000 cho Nguyễn Phương. Khoác size 2XL nha. Khoác size 2XL mấy chị nghe rõ em đọc size với 2XL mấy chị. 79.000 dùng cho em. Lên dùng cho em mà khoác nghe rõ em đọc size để không có bị nhầm nha. Khoác size 2XL 79.000 cho em ạ. Kim em mà khoác size 2XL dùng cho em. 79.000 dùng cho em. Khoác size 2XL mấy chị ạ. 79.000 cho Tuyết Duy Nguyễn. Khoác size 2XL. Khoác xa hết em, 79.000 cho Tưởng Thiên An. Chị lấy liền mở khoác xa hết em, còn 2 con cuối cùng ạ. Cái gì? Lùng đơn nó còn mưa còn. Ủa? Rồi cái này lên dùng cho em mà áo bi dùng cho em. Áo bi 39.000, lên dùng em mà áo bi 39.000 dùng cho em. Trời, cái quần này nó đẹp quá. 79.000 cho Trần Hoàng. Đẹp quá, em phải đi bóp lại một cái em mang đây. Em mặc tay M, tay M vô. Quá 79.000 cho Thu Thị Nguyễn. Hết một quá 79 à. Rồi cái này chốt liền em mã bi dùng cho em. Áo bi 39.000 dùng cho em. Hết khoát. Không, 69 lúc nãy cho Hồng Vỏ. Hết khoát rồi mấy chị ơi. Cho lấy liền mã bi với em. Rồi cái này chốt liền em mã áo tơ 39.000. Rồi lấy dùm em mã tơ 39.000 dùm em. Rồi con này là sắc nách, dán babydoll á. Con này kiểu mấy bạn mặc kiểu nè. Đẹp đẹp, đẹp. Cái này để làm mùa hè đáng chứ luôn. Thấy Trần Thị Hồng gấm nha. Thiệt sự luôn á. Đẹp lắm luôn á mấy chị. Nhìn nè. Có 2 con thôi mấy chị. Tơ 39.000 lên giúp em ạ. Lấy dùm em mã tơ 39.000 dùm cho mặc luôn á. Tơ 39.000 cho Tưởng Thiên An. Giờ bán như thế này đây mấy chị. Bi 39 cho chị ạ. Hồng vỏ. Bởi chắc chắn không có gì. Tơ 39 cho Nguyễn Như Thủy. Rồi cái này có một con quần nhung nè. Rồi lấy quần nhung chứ quần nhung 69.000 dùm cho em. Quần nhung size M dùm em ha. Lấy dùm cho em mã quần nhung 69.000 size M dùm cho em. Quần nhung nha mấy chị nha, 69.000 dùm cho em. Lên mã quần nhung 69.000 cho em nha. Đẹp xanh đó mấy chị ơi. Rồi xem cái hàng lẻ như thế này. Quần nhung 69.000 cho em mấy chị. Kim em mã quần nhung 69.000 có con thôi mấy chị. Không đỡ em mặc đúng không? Rồi cái này chốt liền em mã quần sung 69.000 dùm cho. Ok chị Nguyễn Mỹ Phương có rồi nha. Rồi cái này chốt liền em mã quần sung 69.000 có một con duy nhất. Cái này các bạn làm sung cũng được nè. Quần nhung cho Nguyễn Kiều My. Đây làm sung cũng được ha, rút dây vô cũng được luôn. 69.000, chờ lấy thì chốt liền em mã dùm cho. Cái liền quần em sung với em ạ. Sung dùm em 69.000 dùm cho. Chốt em mã quần sung nha, 69.000 dùm cho.
Quần sung 69 ngàn lên giúp em bây giờ một con bây giờ. Quần sung cho Nguyễn Ngọc 097. Rồi lên dùm cho em mã phong mỹ gấu dùm cho em 69 ngàn luôn. Lên dùm cho em mã phong mỹ nha. Em có một con thôi mấy chị. Phong mỹ gấu này mấy chị nè. Lên dùm cho em mã phong mỹ gấu nha. Em có một con thôi. Phong mỹ 69 ngàn. Phong mỹ gấu 69 ngàn lên giúp em ạ. Một con duy nhất thôi mấy chị hả? Rồi chốt đi dùm cho em mã áo rinh dùm cho em nè. Rinh dùm cho em ha, 69 ngàn dùm cho em. Chú mê mã rinh 69 ngàn có con thôi. Giờ lấy phong mỹ gấu lên mã phong mỹ gấu với em. Giờ lấy rinh lên mã rinh với em ạ. Lên dùm cho em mã phong mỹ nha mấy chị nha. Phong mỹ gấu đẹp đó mấy chị. Rồi lên dùm cho em mã này. Rinh trên xuống ngoại màu. Rồi cái này chốt liền em mã áo lá dùm cho em 49 ngàn. Lên dùm cho em mã áo lá cái này mang cặp. Gấu cho Tiến Lê Hội An. Lá dùm cho em 49 ngàn có 3 con này. Lá cho em 49 ngàn thôi. Kim em mã lá dùm cho em ha, 49 ngàn dùm cho em. Trời ơi chị Tuyết Lê lấy váy mặt đi cho chị Tuyết Lê. Thấy con này nè, váy tốt nè, đẹp lắm luôn á. 69 ngàn, chốt liền em mã váy đỏ 69 ngàn dùm cho em. Trời ơi con này đẹp, ôi là đẹp luôn nha. Nè, tay của nó là tay dơi á, con này mấy chị nhìn nè. Cái phô mái của nó siêu đẹp luôn nha. Giờ lấy thì chốt liền em mã váy đỏ dùm cho em nè. 69 ngàn nha, tôi dùm em mã váy đỏ 69 ngàn. Váy đỏ 69 ngàn lên giúp em ạ. Lá 49 ngàn cho Tô Thị Hồng Gấm. Chị nào có đơn cố gắng chọn đủ đơn cho 100 ngàn để ngày mai em đi đơn luôn mấy chị nha. Váy đỏ 69 ngàn lên giúp em cho Tưởng Thiên An nè. Rồi cái này chốt liền em mã áo bèo dùm cho em 49 ngàn. Rồi 69 ngàn cho tới đây là nặng. Rồi cái này chốt liền em mã áo bèo dùm cho em nè. Áo bèo nha mấy chịu nha. Lên dùm cho em mã áo bèo dùm cho em 49 ngàn em có một con. Bèo 49 ngàn lên giúp em ạ. Lấy dùm em mã bèo nha, 49 ngàn. Thế là hết rồi mấy chị ơi. Rồi chân váy size S dùm em 49 ngàn luôn. Lấy dùm cho em mã chân váy size S ha. Chân váy size S 49 ngàn. Có bèo 49 ngàn tức là nặng. Lên dùm em mã chân váy size S ha, 49 ngàn. Rồi áo phông dùm cho em một con duy nhất 69 ngàn nè mấy chị nè. Rồi lên dùm cho em mã phông, ghi dùm em mã số 1 đi. 69 ngàn, mã 1 69 ngàn dùm cho em. Chú bán xe hết 49 ngàn cho Hiền Đặng. Rồi ghi lê dùm cho em ha. Chốt liền em một con ghi lê đen em tặng luôn 49 ngàn. Lên dùm em mở ghi lê 49 ngàn dùm cho em. Bây giờ nó học cái chuyện luôn á. Thấy em trai toàn mấy xã mấy hàng đẹp không mà. Nè, không trắng trơn. Có một cho chú Quỳnh Như. Kẻ không, không trắng trơn dùm em ha. 49 ngàn, chốt liền em mở trắng trơn 49 ngàn dùm em nè. Trắng trơn 49 ngàn. Hai con trắng trơn nha mấy chị. Ghi lê 49 cho Nguyên Di. Rồi lên dùm cho em mã trắng trơn dùm cho em ha, 49 ngàn em có hai con. Rồi cái này chốt liền em mã đầm xô dùm cho em nè. Đầm xô trắng rút dây hai bên nè. Tặng luôn cho mấy chị. Trắng 49 cho Đỗ Thị Hạnh. Trắng trơn 49 ngàn cho Nga Phạm. Rồi lên dùm cho em mã đầm trắng. Mỹ Hằng em lấy con đầm này nè Mỹ Hằng đẹp nè. Rồi 59 ngàn chốt liền em mã váy trắng ha, 7 xô size S. Lấy trắng 59 ngàn lên giúp em đi mấy chị ơi. Rồi lên dùng cho em mã nha mấy chị ơi nha. 49 ngàn một con áo và tóc tốt. Chốt thì em mã tím dùm cho em. Lên dùng cho em mã tím nha, 49 ngàn. Tím 49 ngàn dùm cho anh. Đầm trắng 59 ngàn thì tí hàng. Cái đầm trắng nó đẹp nè. Cái đầm trắng nó vẫy tô mấy chị. Rồi tiếp cho mấy chị một con siêu phẩm nữa nè. 49 ngàn. Tím với ngọc phớt. Rồi cái này chốt liền em mã xanh dùm cho em nè. Cầm xanh dùm cho em 49 ngàn có một con thôi. Cầm xanh này bạn có thể mặc yếm nè. Có thể mặc khoác, mấy cái khoác mà khoác nhẹ nhẹ hãy highlight cho mình á. Có thể phố vô cái đầm này luôn ha. 49 ngàn, chờ lấy chốt tiền cho hãy mặc dùm cho. Xanh là giúp em 49 ngàn ạ, à, cho Mai Bola. Trời ơi. Cái gì đây? Rồi lên dùng cho em mã một con áo bèo siêu phẩm luôn. Lên dùng cho em mã áo bèo nha mấy chị ơi nha. Lên dùng cho em mã áo bèo. Áo bèo này là nó không có quy nút á. Mấy bạn về hai nút cùng cho Hải luôn ha. Hải bán tặng mấy chị 49 ngàn. Nó chưa có làm quy nút nha. Nó bị lỗi nút nè. Nó chưa có làm luôn. Mấy chị về bỏ nút vô thôi nha. Đây nè, đem ra người ta làm có 10 ngàn mấy chị ơi. Một con áo bèo nha. Tặng luôn cho mấy chị luôn 49 ngàn luôn. Áo bèo 49 ngàn là như thế luôn mấy chị nhỉ? Rồi lên dùng cho em mã bèo dùng cho em ha, 49 ngàn. Rồi cái này là set u mì dùng cho Hải nha mấy chị nha.
Set u mì này em có một set thôi. Ở đây cho Nguyễn Kiều My. Nguyên một set u mì luôn, tặng luôn cho mấy chị 115 nè. Cho lấy thì chốt dùm em mà set u mì 115 dùm cho. Set u mì dùm cho em ha, 115 ngàn dùm cho Hải nè. Hải có một con nè. Set u mì 115 đó, giúp em không có gì đang, à, không có chị Đăng Thảo nha. Rồi lấy thì mình set u mì 115 39 ngàn. Ghi em mã lên 39 ngàn, em có một con thôi. Lên 39 ngàn, duy nhất một con áo lên 39 ngàn nè. Cho lấy lên, chốt lên dùm cho Hải. Lên 39 ngàn là dưới không có gì ngàn không mà. Mấy chị ơi, cái set u mì 100 mấy, 180, 190 đó mấy chị. Một set thôi. Cho lấy lên 39 cho Nguyễn Trinh. Rồi lên dùm cho em mà áo nhún dùm cho em 49 ngàn dùm cho em nè. Chốt liền em mà áo nhún 49 ngàn, em có một con. Chị Hoàng Lê Nguyễn kết mới mã kèm số điện thoại lên với em đi chị ạ. Trời ơi, một cái set u mì đó mấy chị không chốt hả. À, rồi bên đây bên em xem không có giá sĩ mấy chị nhá. Rồi lên dùm cho em mã phong dùm cho em ha mấy chị ơi. Cũng hỏi chị ơi cái này có sĩ hay không nha, bà thấy rẻ quá bà qua hỏi sĩ ha. Không có sĩ nha mấy chị. Dùng 49 chứ hề hề. Từ em hai cái quần đó, cái quần này nó lỏng hơn xấu với em thì nó sẽ mở thêm mở. Của cái đóng cửa dùm thử. Từ từ mấy chị ơi, em mặc lại cái quần đó tại vì cái này nó bị rộng quá. Thì cái quần này cũng rộng nè. Cái gì cũng phải mặc nịch hết á. Rồi lên nha mấy chị nha. Rồi em xíu nha, cái quần tối nãy em thích quá luôn mà nó xây mờ. Em phải lấy lên, đi bốt một xíu. Thấy với nguyên chị nha. Rồi lên dùng cho em mà áo phong dùng cho em 49 ngàn nè mấy chị nè. Em có một phong Mỹ nha mấy chị nha, theo dùng cho em luôn. Được một con rồi mấy chị. Một con duy nhất ha, chèo lấy thì chốt liền em mã dùm cho em nè. Phong 49 ngàn, phong Mỹ hàng tem xanh nha mấy chị nha. Hàng tem xanh nha. Rồi cái này đầm tơ dùm cho em nè mấy chị nè. Rồi lên dùm cho em mã đầm tơ dùm cho em. Có cho mình được mấy con thôi. Đầm tơ 49 ngàn, lên dùm em mã đầm tơ 49 ngàn. Phong 49 ngàn nha Hà Ly. Rồi lên dùm cho em mã đầm tơ dùm cho em ha, 49 ngàn. Váy tơ dùm cho Hải nè. À, lên dùng cho em mã váy tơ dùng cho Hải, 49 ngàn dùm cho em. Xếp 115 lúc nãy cho Hoài Ni Nguyễn. Rồi cái váy tơ này đẹp lắm mấy chị ơi. Đây này mấy chị. Ôi siêu đẹp luôn. Bạn nào bầu vĩ mang cũng đẹp luôn. Đầm tơ bao nhiêu? 49 ngàn. Đầm tơ 49 ngàn cho Trương Quỳnh Như. Đây em còn khoác này size XL này mấy chị nè. Đầm tơ 49 ngàn cho Tưởng Thiên An. Size... Rồi hai con set eo này mấy chị. Chờ lấy chốt liền em mã khoác set eo. Đầm tơ cho. Đây mấy chị, khoác set. Đầm tơ bốn chữ này cho Nguyễn Hải Duy, chị Nguyễn Hải Duy thích mới chọn nhiều thì cọc với em 300 ngàn và tài khoản là chọn thêm chị nhá. Nguyễn Hải Duy cọc liền với em đi ạ. Rồi cái này là khoác set eo dùng cho em nè mấy chị nè. Khoác set eo nha mấy chị nha. Đầm tơ bốn chữ cho Đào Thịnh. 79 ngàn dùng cho em, có hai con thôi mấy chị. Đầm tơ bốn chữ cho Trà Lương. Rồi cái liền em mã khoác set eo dùng cho em ha. Còn một con size L nè, chị lấy L chốt L dùm em. Giờ lấy L thì chốt L dùng cho Hải nha. Khoác kèm size dùng cho em ha. Lên size đi mấy chị yêu nha ơi. Khoác kèm size lên với em L và XL với em 79 ngàn ạ. Khoác kèm size lên với em mấy chị ạ. Khoác size L 79 ngàn cho Ngọc Phước. Khoác kèm size L và XL với em. Năm ta lúc nãy cho Lê Mỹ Tuyết 49 ngàn. Lên size mấy chị ơi, em có size L với lại size L. Rồi cái con áo tông có size L với Thu Nguyễn. Bác em chỉ còn một con size L thôi. Có size L cho Tiến Sù hơn một khác mấy chị nhá. Đây con này là mẫu mới luôn ấy. Đây em sale luôn cho mình luôn. 49 ngàn, chờ lấy thì chốt tìm em mã số 1 dùm cho em nè. Lên dùng cho em mã số 1 nha mấy chị nha. 49 ngàn, con này đẹp lắm luôn nha mấy chị nha. Con này bạn vẽ bạn phối với lại chân váy này, phối với lại quần rinh cho Hải nè. Con này mấy chị nào mà 65 cái đổ lại men ok dùng cho Hải nha. Size S, size M, size L nha mấy chị nha. Rồi chiều lấy thì chốt thì dùm em mã dùng cho em nè. Đẹp chưa mấy chị nè. Rồi con này xuất sắc luôn ấy. Mấy chị nhìn nè. Đây nha mấy chị nha, nó làm cho mình nè. Cái này là tơ nha. Tơ nha mấy chị nha. Chốt thì dùm em mã áo dùng cho em. 49 ngàn dùng cho Hải, có cho mình được có mấy con thôi. Và hàng rất là xịn nha mấy chị yêu nha. Mấy chị nhìn cái vạt của nó nè. Cái vạt của nó nha mấy chị yêu nha. Hàng này mấy chị.
Coi chờ lấy thì chốt đi dùm em mà áo dùm cho em ha. 49.000 dùm cho em. Lên dùm cho em mà áo tơ dùm cho Hải nha. 49.000 mã số mấy em đọc mã mấy nha mấy chị. Lên lên dùm cho em ha mấy chị nha. Chốt đi dùm em mà áo tơ dùm cho em. Áo tơ nha mấy chị nha, đẹp lắm. Lên mà áo tơ cho con nhầm đi mấy chị ạ. Nhúng nha mấy chị nha, nhúng phía sau này kia bạn mang chân váy này đẹp lắm. Cái này mà mặc mấy cái quần áo bông 9.000 gì không Samo. Rồi lên dùm cho em mã nha, mấy cái này mặc với lại mấy cái quần sọt màu trắng nữa mấy chị, cũng đẹp luôn. Size này. Nha mấy chị nha, form của nó nè. Áo tơ 49.000 trên NT Mỹ Anh. Ê nha mấy chị nha. Nó làm nhúng cho mình phía sau của nó nè. Trời con áo này đẹp lắm mấy chị ơi, 49.000. Rẻ quá trời quá đất luôn á. Áo tơ 49.000 lên giúp em ạ. Cho Thu Nguyễn. Rồi chân váy size 2L 59.000 luôn mấy chị. Áo tơ 49.000 lên cho em mấy chị nhá. Hoàng Anh kết mới mà kèm số điện thoại lên cho em ạ. Rồi lên dùm cho em mã chân váy rinh dùm cho em ha. Chân váy rinh size 2L dùm cho em. 59.000 dùm cho em. Thôi, được mấy con thôi nha. Chốt liền em mã chân váy rinh dùm cho ai. Khách mới mã kèm số điện thoại dùm cho em mấy chị. Rồi lên dùm cho em mã chân váy rinh 59.000 cho em ạ. 59.000 size 2L dùm cho ai. Size L nha, chị nào mà 60kg, 65kg. Áo tơ 49.000 lúc nãy cho Hoàng Anh. Chị nào có đơn tôi dám chọn đủ đơn trên 100.000 để ngày mai em đi đơn luôn mấy chị nhỉ. Em có cho mình được 3 con ha. Chờ lấy chút liền em mã chân váy dùng cho em ha. Chân váy dùng cho em 59.000, em có 2 con mấy chị. Lên mã chân váy sinh 59.000 với em đi mấy chị ơi. Sao gì vậy? Size 2L. Cho Hồ Thị Xuân Sang. Rồi em có một con quần size L mấy chị ơi, 59.000. Lên dùng cho em mã quần tay dùng cho em ha. Quần này các bạn đi làm công sở này kia rất là đẹp luôn. Rồi chốt liềm em mã nha mấy chị nha. Kia liềm em mã này là mã CL dùng cho em nè. Quần nha mấy chị nha. Quần tay dùng cho ai? CL mấy chị. 59.000 dùng cho em. Quần phong quần của nó nè. Phong quần đẹp lắm luôn. Hàng mà gắn chip như thế này mấy chị cũng biết là giá như thế nào nha mấy chị nha. Chờ lấy thì chốt liềm em mã quần dùng cho em. 59.000 dùng cho ai? Quần 59.000 lên giúp em đi ạ. Chốt liềm em mã quần nha mấy chị nha. 59.000 dùng cho ai? Sang L. Được 2 con. Hai con nha mấy chị nha. Chiều lấy thì chốt thì em mã quần đi làm nè mấy chị nè. Hoặc là chị nào mang gài quần CL 59.000 cho Vân Anh Nguyễn. Cái quần này mấy chị mang về cao gót mà mặc với áo sơ mi này kia là đúng bài luôn á. Rồi lên dùm cho em mã sơ mi caro dùm em 39.000. Giờ lấy quần 59 lên mã quần 59 cho em ạ. Chốt thì em mã quần nha, còn một con cuối đó mấy chị. Rồi đang xem vừa xem 10.8 rồi chị sẽ la lên với em nè mấy chị ơi. Rồi ghi liền em mã sơ mi caro dùm cho em nè. Sơ mi caro nha mấy chị nha. 39.000 em được 3 con thôi. 3 con nha. Có dây đai cho mình luôn nha mấy chị nha. Cột nơi gì cũng được hết. Lên dùng cho em mã sơ mi dùng cho em nè. 39.000 hãy có 3 con nha mấy chị nha. Sơ mi caro 39.000 lên cho em ạ. Mã sơ mi caro dùng cho em. Sơ mi caro 39.000 nhận NT Mỹ Anh. 89.000 chốt tìm em mã bộ bánh bèo dùng cho em. Lên dùng cho em mã bộ bánh bèo mấy chị nha. Có 1 con cho mình thôi. Quần 59 lúc nãy cho sen anh. Để chưa mấy chị yêu. Rồi lên dùm cho em mã bộ bèo dùm cho em ha. Lên dùm cho em mã bộ bèo dùm cho em 89.000 con. Sơ mi caro 39.000 cho mèo con. Ừ, bây giờ thì bỏ vô đi. Rồi lên dùm cho em mã số 1 dùm cho em nè, 59.000 mã áo. Sơ mi Hải Đăng Nguyễn. Rồi lên dùm cho em mã số 1 dùm em, 59.000 em có 1 con nè mấy chị. Chốt thì em mã số 1 nha, 59.000 dùm cho. Bộ bèo 89.000 cho Tiến Sù. Rồi mấy cái áo này là mấy cái áo xô nha mấy chị nha. Áo xô dùm cho em. Hãy có cho mình được một con duy nhất nha. Giờ lấy thì chốt liền em mã áo xô dùm cho em. Có một con cho mấy chị ơi. 39.000. Lên dùm cho em mã xô 39.000 dùm cho em. Có 159.000 Tuyết Duyên Nguyễn. Lên dùm cho em mã áo xô 39.000. Cái này là xô nha mấy chị nha. Rồi một con chân váy tay lờ. Chân váy này là chân váy lông cừu CL 59.000 đồng thôi. Số 39.000 cho Hùng Võ. Mấy chị ơi. Rồi cái này chốt liền em mã chân váy lông cừu dùm cho em ha. 59.000 size L. Em có đúng một con duy nhất. Lông cừu nha. Chốt liền em mã chân váy lông cừu 59.000 một con duy nhất. Tới dùm em mã lông cừu dùm cho hai. Giờ lấy chốt tìm em mã chân váy lông cừu nha, có một con thôi mấy chị. Rồi chốt tìm em mã này là mã
đỏ đôi. Chú ấy lông cừu 59.000 CL cho Tâm Nguyễn. Rồi con này là vạt bầu nha mấy chịu nha. Một con áo phông vạt bầu dùng cho. Cái này mặc với lại quần rinh ngố nè, hoặc là quần sọt ngố rất là đẹp luôn nha mấy chịu nha. Quần sọt rinh đó mấy chị. Cái lần dùm em mã dùm em áo phông dùng cho em nè. 59.000 em có một con. Cho lấy liền mà áo phông 59.000 đã đôi với em cho mày mua là. Con chốt đi dùm em mã trắng xô dùm em nè mấy chị ơi. 49.000 chốt đi dùm em mã áo trắng xô dùm cho. Đây con này nha mấy chị ơi nha. Nó thật luôn á, bây giờ em xe cho mình như thế này mấy chị nè. Cái mẫu này không có giá 49.000 ở ngồi luôn á nha mấy chị ơi nha. Nó lẻ một con hai con em xe nốt cho mình luôn á. Đây mấy chị ơi nha. Có hai con duy nhất à. Mấy chị Tết nè, mấy bạn mang cái áo này ha. Sao bạn mặc quần rinh, bạn đóng thùng, mang đôi giày cao gót lên cũng thấy xuất sắc rồi mấy chị. Không ai nghĩ 49.000 luôn, quá là rẻ luôn nha mấy chị nha. Và cái vải của nhà Hải là hàng tao bao nên là vải trắng của nó ra có là xô này kia không mà. Rất là xịn nha mấy chị. Giờ lấy trắng xô lên mà trắng xô cho em 49.000 thôi. Em trắng xô dùm cho em mấy chị. Trắng xô cho anh Nguyên. Cái hàng như thế này làm gì có vụ mà giá mấy chục ngàn mấy chị. Chắc mình hãy tiêu thôi đó. Rồi cái này chờ lấy thì chốt liền em mã sơ mi tô dùm cho em nè. 49.000 em có hai con. Rồi lên dùm cho em mã sơ mi tô dùm cho em ha. 49.000 có hai con thôi mấy chị. Lên dùm cho em mã sơ mi tô. Lên mã sơ mi tô với em 49.000 ạ. Lên với em mã sơ mi tô mấy chị nhỉ. Thôi mã trắng xô rồi. Rồi cái này chốt liền em mã len dùm cho em nè. 39.000. Lên dùm cho em mã len. Sơ mi tô cho Trinh Nguyễn 487. Đây mấy chị len dùm cho em ha. 39.000 dùm cho em. Hết trắng xô lì xuân Nguyễn ơi, lên mã Sapita với em ha. Và cái dùm em mã lên dùm cho em 39.000. Cổ này là cổ lên 5 phân nha mấy chị nha. Chốt em mã lên dùm cho em. Và cái này chốt thì em mã lên xanh dùm em ha. Chốt em mã xanh 69.000 dùm cho em. Kim em mã lên xanh 69.000. Lên 39.000 cho chị La Thảo Yên. Rồi chốt thì em mã xanh nha, 69.000 dùm em. Lên xanh 69.000 em có được 2 con mấy chị. Lên xanh lên mã lên xanh với em 69.000 ạ. Rồi cái này chờ lấy thì chốt liền em mã đỏ đô dùng cho em ha. Lên dùng cho em mã đỏ dùng cho em nè. Đỏ đô dùng cho Hải nha. 59.000 dùng cho em. Chốt em mã đỏ 59.000. Lên xanh 69.000 cho Lê Kim Phụng. Giờ lấy đỏ lên mã đỏ với em 69.000 ạ. Chờ lấy lên xanh chốt lên xanh. Đỏ đô 69.000 cho Nhi Vương. Rồi cái này chốt liền em mã này là mã. Lên xanh em còn một con mấy chị. Đây mấy chị, sơ mi tơ dùm em. Sơ mi tơ kem nha, chờ lấy chốt em mã lên kem dùm cho em. Lên dùm cho em mã lên kem nha. À quên, kim em mã sơ mi kem dùm cho em. 49.000 có 1 con thôi mấy chị. Sơ mi kem nha, 49.000. Rồi chờ lấy chốt em mã chân váy đắp chéo dùm cho em ha. Chân váy này có duy nhất thôi, 49.000. Thấy duy nguyên chị nha, sơ mi kem 49.000 trên nguyện 487. Chân váy này là vẻ bạn đắp chéo qua nha. Chốt em mã chân váy 49.000, em có 1 con. Giờ lấy liền mã chân váy 49.000 với em đi ạ. Rồi lên dùm cho em mã áo nha mấy chịu nha. Áo cổ lên 3 phân như thế này nè. 49.000, chốt liền em mã áo xanh 49.000 dùm cho em. Hàng mắt sườn dùm cho em. Mắt sườn nha mấy chịu nha, 49.000. Cái con này lên như thế này mấy chị. Cổ của nó lên chị như thế này. Chân váy cho Trinh Nguyễn. Cổ lên 3 phân như thế này nha. Con này bạn, bữa nay bạn đi mua lắm, chạy xô đi mua hàng 130-140 không ấy nha. Chốt liền em mã áo dùm cho em, áo xanh dùm cho em. 3 con. Giờ lấy mã áo xanh với em 49.000 ạ. Rồi cái này chốt tìm em mã sơ mi của phép. Áo gì Trinh Nguyễn. Áo gì Hành Nguyên. Áo Lê Viên. Rồi cái này là áo ngoan nha mấy chị nha. Lên dùng cho em mã áo xanh 49 ạ. Đây đẹp chưa mấy chị. Rồi lên dùng cho em mã sơ mi hoa dùm em 49.000 dùm cho em. Sơ mi hoa nha mấy chị nha. 49.000, con này là sơ mi hoa, cổ là cổ vét dùm em. Con này bạn mặc đi làm công sở, mặc với là chân váy đen á. Chân váy mà chân váy bút chì này kia rất là đẹp luôn. Chốt liền em mã sơ mi hoa 49.000 dùm cho em. Hãy có cho mấy chị được 3 con. 3 con sơ mi hoa nha, chờ lấy sơ mi hoa, chốt sơ mi hoa dùm cho này. Lì với em mã sơ mi hoa với em 49.000 mấy chị ạ. Còn áo này có một con nè mấy chị. Còn con này là áo trắng đẹp vai như thế này nha mấy chị yêu nha. Sơ mi hoa cho Tiêu Tiêu. Xong cái này các bạn đan dây vô. Đan dây vô nha. Chốt liền em mã áo trắng kiểu dùm em. Kim em mã trắng kiểu dùm em 49.000 các con. Sơ mi hoa cho Bến Hợp.
Rồi cái liềm em mã hồng dùng cho em 49 ngàn. Thấy gì không mùi nhờ. Rồi lên dùng cho em mã hồng 49 ngàn có 1 con thôi mấy chị. Chấm kiểu cho chị Kiều Diễm. Rồi cái này dây liềm em mã hồng dùm em 49 ngàn có 1 con duy nhất. Hồng dùng cho Hải nha, 49 ngàn dùng cho em. Thật luôn mấy chị, giờ lấy cái con yến này mà muốn gửi lại vô kho này. Đầu năm hồng 49 ngàn cho hồng Dung Lê. 99 ngàn cho lấy yếm, chút yếm dùng cho em nè. Rồi lên dùng cho em mà yếm dùng cho em 99 ngàn dùng cho em. Kè không mấy chị. Đây, một con yếm xanh vỏ đầu dùng cho em ha. Kèm cho mình một con áo tơ như thế này, chất siêu đẹp luôn, 99 ngàn. Size M nha mấy chị nha. 55kg đổ lạnh em ok, chờ lấy yếm thì chốt yếm dùng cho em. 99 ngàn dùng cho em ha, con yếm này đẹp lắm mấy chị ơi. Quá trời đẹp luôn á nha. Chờ lấy yếm chốt yếm dùm em. Áo hồng còn một con. Áo hồng này còn một con. Áo hồng 49 này đẹp chứ chị à. Hồ Mũ Cảnh Tiên. Chị là lấy yếm thì chút yếm dùm cho em ha, 99 ngàn dùm cho em. Rồi lên dùm cho em mã đầm body dùm cho em nè. Một con đầm body kiểu nha mấy chị nha. 59 ngàn luôn, chốt liền em mã body 59 ngàn. Yếm cho chị Trinh Nguyễn nè. Rồi lên dùm cho em mã dùm cho em. Chị Trinh Nguyễn 457. Rồi chị lấy chốt liền em mã đầm body dùm cho em. Đầm body nha, 59 ngàn, 60kg nữa là ok luôn à. Để coi có mấy con, mấy chị có con không. Một con duy nhất. Giờ cái liền mở đầm body 59 ngàn với em ạ. Body 59 ngàn cho Maybola. Rồi cái này chị lấy thì chốt liền em mà áo len kiểu dùm cho em nè. Len nha mấy chị nha. Khi em mà áo len 39 ngàn có một con duy nhất. Chốt liền em mã len 39 ngàn. Rồi cái này chốt liền em mã tơ vàng dùm cho em nè. Tơ vàng dùm cho em nãy bao nhiêu anh? Cái này bao nhiêu vậy? 49. Rồi lên dùm cho em mã tơ vàng dùm em ha, 49 ngàn dùm cho em nè. Tơ vàng dùm em 49 ngàn có 2 con, 55kg đổ lạnh em ok dùm cho em. Chị Tý tốt ơi, chọn với em rồi chọn gì? Chị có làm gì không chị? Chị Tý tốt ơi, em thấy gì lên mãi cho em không có chốt được nữa chị ơi. Chọn với em 30 ngàn mà tài khoản này em chốt tiếp với chị ạ. Lên 39 ngàn lên với em ạ. Lên 39 ngàn nguyên. Rồi lên dùm cho em mã chân váy hoa dùm cho em nè mấy chị nè. Chân váy hoa dùm cho Hải nha, 59 ngàn. Lên dùm cho em mã chân váy hoa 59 ngàn dùm cho em. Chân váy hoa nha, size S, size M, size L đều mang ok cho Hải luôn. Lên dùng cho em mã chân váy hoa. Chân váy hoa nha, có 2 con thôi. Đây, chờ lấy thì chốt liền em mã chân váy hoa dùng chặt 2 con duy nhất nha. Chân váy hoa lên với em 59 ngàn à. Chị nói bài 49 lên bỏ bài 49 mấy chị ạ. Rồi lên dùng cho em mã chân váy hoa 59 ngàn, có 2 con thôi mấy chị ơi. Chân váy hoa 59 ngàn Duy Vương, chân váy hoa 59 ngàn Duy Nguyễn. Rồi lên dùng cho em mã sọt trắng. Hết rồi chân váy hoa 59 ngàn dùng cho em. Lên dùng cho em mã quần sọt trắng nha. Quần sọt trắng này là bán quá trời quá đất luôn. Rồi chốt liền em mã sọt trắng có con thôi, 59 ngàn dùm cho em. Chị muốn cọc với em đi chị ơi. Còn không thì chốt từng đó được rồi. Để ngày mai em gửi chốt đơn gì hả. Chốt với hoa lên với em 59 ngàn. Ơ quần sọt trắng với em ạ. Quần trắng 59 ngàn như là cộng loan. Rồi cái này chốt liền em mã số 1 dùm cho em mấy chị. Lên dùm cho em mã số 1 nha, 99 ngàn. Em có một con thôi. Size của Hải đang cầm là size S. Nhưng mà hàng cao bao, form của nó to hơn nha. Form này cho mấy chị 52kg đổ lạnh em ok dùm cho em. 99 ngàn em có một con duy nhất. Chốt em mã số 1 dùm cho em. Lên dùm cho em mã số 1. Mã số 1, 99 ngàn lên giúp em cho ý tưởng Thiên An. Rồi cái này chốt liềm em mã số 2 Ellie nha mấy chị nha. Rồi chiều lấy thì chốt liềm em mã số 2 dùm cho em nè. Lên dùm cho em mã số 2 dùm cho Hải nha. 59 ngàn em có một con. Mã số 2 59 ngàn dùm cho Hải nha. Chốt liền em mã số 2 59 ngàn dùm cho Hải. Rồi Hải có mã bộ gấm nha mấy chị nha. Lên dùm cho em mã gấm mã số 3 dùm cho em nè. Bộ gấm dùm cho Hải nha. Bộ gấm mã số 3 em tặng luôn cho mấy chị 69 ngàn luôn. Chốt liền em mã số 3 nè. 55kg đổ lạnh em ok gấm dùm cho Hải. Số 2 59. Số 2 cho Maybola. Giờ lấy liền mã bộ gắm giúp em ạ. Số điện thoại thì em có rồi, chị Tí tóc á. Số 3 3 là bộ gắm. Rồi cái này chốt liền em mã số 4 dùm cho em. Bộ gắm 69 ngàn mã số 3 chứ gì ạ Yến Trần. Rồi cái này chốt liền em mã số 4 nha. Em có một con nè. Lên dùm cho em mã số 4 nha mấy chị nha. Mã 4 dùm cho em có một cái thôi. Em bán tặng luôn 59 ngàn luôn.
Mã số 4 59.000 bao nhiêu em được? Giờ lấy liền mã số 4 59.000 cho em một bộ thôi mấy chị ạ, một con thôi mấy chị ạ. Số 4 này ta đang. Số cho Nguyễn Kiều My. Rồi lên dùng cho em mã số 5 dùng cho em 99.000 luôn, cài nút nha, có dây cọc luôn. Trời luôn, cái này là toàn hàng 160, 170 không á mấy chị. Nhưng mà nó có một con không à. Nên là em sale xung cho mấy chị luôn á. Đây, cái váy hoa như thế này nha. Mã số 5 dùng cho em có một con thôi mấy chị, 99.000. Rồi lấy thì chốt liền em mã số 5 dùng cho em. Chốt liền em mã số 5 nha mấy chị ơi nha. Mã 5 dùng cho Hải mấy chị ơi nha. Rồi lên dùng cho em mã số 6 dùng cho em. Mã số 6 dùng cho em 99.000, em có một con. Lên dùng cho em mã số 6 99.000 một con luôn mấy chị. Số 5 cho chị Nhi Vương. Giờ lấy này mã số 6 với em đi ạ. Rồi chốt tìm em mã số 7 dùng cho em một con áo len trơn nè. Chốt tìm em mã số 7 nha, 39.000. Mã số 7 39.000 dùng cho em. Mã số 7 39.000 dùng cho em. Số 6 99.000 cho Hương Thu. Đơn hàng này ngày mai em mới gửi chỗ đơn mấy chị nhở. Chốt tìm em mã số 7 39.000 Thảo My. Rồi chốt tìm em một con áo khoác nè mấy chị. Một con áo khoác nha, kiểu giống như là giả manh tô á mấy chị. Lên dùm em mã số 8 dùm cho em 89.000, có con con áo khoác cho em. Rồi chốt liền em mã số 9 nha mấy chị nha. Lên dùm cho em mã số 9, áo xô dùm cho em mã 9, 59.000 dùm cho em. Số 8, 89.000 cho em ạ. Rồi mã số 9, 59.000 cho em mấy chị ạ. Rồi ghi dùm em mã nha mấy chị nha. Một con áo trắng nha mấy chị. Một con áo trắng trơn nha mấy chị nha. Phong Mỹ dùm cho em nè. Xả luôn cho mình 49.000. Lên dùm em mã số 10 dùm em. 59.000 cho dùm chị Thảo My. Rồi lên dùm cho em mã số 10 dùm cho em ha, 49.000. Chốt đi em mã số 10 49.000. Rồi đi, em đi, có hai bộ gắm đi o mấy chị. Lên cho em mã số 10 49.000. Số 10 Thảo My. Đây, em có hai cái gắm đi o nha, em tặng luôn cho mấy chị luôn. 89.000, chờ lấy chốt liền em mã gắm dùm cho em. Cái này là gấm nha mấy chị nha, gấm chứ không phải là lụa trơn đâu. Tại vì cái này nè mấy chị nè. Đây gấm nha mấy chị nha, chị nào lấy gấm thì chốt gấm dùng cho em, có hai bộ thôi mấy chị. Gấm dùng cho Hải nha mấy chị nha, hai bộ duy nhất thôi. Đây này áo phông còn một con. Trắng 49 này. Số 10 49 này lúc nãy chứ Hạnh Chiêu. Giờ lấy liền mã bộ gấm 89.000 cho em, gấm đỡ 89.000 cho Tiến Xù. Gấm 89.000 cho Vấn Lê 023. Vấn Lê là lần đơn này chị có lấy sao chị ơi? Rồi cái này chốt liền em mã lên dùm cho em nè. Chốt liền em mã lên dùm cho Hải nha, 39.000. Áo lên dùm em 39.000, em có một con. Áo lên 39.000 cho em ạ. Rồi con này là cổ lên 3 phân dùm cho em nè, 59.000. Chốt liền em mã số 1, 59.000 dùm cho em. Đây mấy chị nè, con này là lên 3 phân ha. Chị lấy thì chốt liền em mã 59.000 dùm cho em. Kim em mã số 1, 59.000. Lên 39.000 vô chị Phương Phương Tròn. Cái này mã số 2 dùm cho em luôn, 59.000. Cái là lên, lên về tay nha, mã số 2 dùm cho em 59.000. Số 1, 59.000 cho Nguyễn Trinh. Rồi lên dùm em mã sơ mi 39.000 nè mấy chị này. Rồi chốt liền em mã số 3 nha, mã số 3 là sơ mi ha, 39.000, 55kg lặng này ok nha. Số 2 59.000 cho Quỳnh Như. Rồi mấy cái này là chân váy đắp chéo dùm kem nè mấy chị này. Rồi chốt liền em mã chân váy dùm kem ha mấy chị nha. Chân váy nè mấy chị này, nó đắp tài. Số 3 là chân này là Thanh Dung Lê. Chân váy đắp tài nha mấy chị nha, 49.000. Giờ lấy cho em mã chân váy 49.000 dùm kem. Cái áo cargo với là cái áo dịch đó, cái cục hồi nãy gì mới vừa móc nha. Cái cục đó vừa đây cho chị luôn cái áo đó luôn. Rồi ghi em mở chân váy 39.000. Cái này là chân váy cargo, nó có quần bên trong luôn á. Cái chân váy này em thấy chị nào có con gái nó giống như sao ly tròn, cái chị mua cho bé mang đi, tại vì nó linh chung như thế này đẹp lắm, dễ thương lắm á chị. Chờ lấy thì chốt liền em mã ha. Ghi liền em cái mã này là mã chân váy caro dùm cho em. Chân váy caro nha, 39.000, có cái cho mấy chị. Dễ thương lắm.
Rồi chứ cái này caro 39 này nha Nguyễn Kiều My. Rồi chốt liền em nha mấy chị nha, con này bằng mặt nè. Cố vô bên trong như thế này nha mấy chị nha, một cái áo như thế này nha. Hai bồng như thế này nè. Dễ thương lắm luôn á. Rồi kèm cho mình một con chân váy nè. Nguyên set này em bán tặng mấy chị 89.000đ. Lấy dùng cho em mã set 89.000đ size M. Set 89.000đ dùng cho em ha, set dạ dùng cho em nè, 3 muốn nha, 89.000đ. Chờ lấy chốt em mã set 89.000đ dùng cho em. Giới về mã set 89.000đ cho em à. Set 89.000đ cho chị Trinh Nguyễn. Rồi cái này chốt liền em mã set vest dùng em 89.000đ luôn. Lấy dùng cho em mã set vest ha. Set vest 89.000đ. Cái này là quần nha mấy chị nha. Nó là quần dùng cho Hải, có quần bên trong luôn ha. Set vest dùm em 89.000đ có set thôi. Rồi cái này ghi liền em mã chân váy caro dùng cho em nè. Chân váy caro dùng cho Hải nha. Chân váy này là hàng 100. Kèm cái nịch ha. Có cái nịch có gì. Đây mấy chị nha. Cái nịch nâu của nó. Rồi chân váy dùng cho em. Chân váy này em bán tặng mấy chị 119.000đ nè. Chờ lấy thì chốt liền em mã chân váy 119. Em có cho mình được một set, một con thôi. 119.000đ ha. Chốt em mã chân váy caro 119 dùng cho. Chân váy caro. Lên set vest, lên mã set vest cho em khỏi bị nhầm. Bây giờ set vest 89.000đ cho Mimi Nguyễn. Chốt em mã chân váy caro 119.000đ có con không mấy chị ơi. Chân váy caro 119 cho em ạ. Chân váy caro 119 cho Phương Tròn. Dễ thương lắm luôn ấy. Dễ thương không? 59.000đ chờ lấy chốt liền em mã quần 59.000đ dùng cho em. Cái quần này mấy chị ơi, cưng lắm luôn á, size 60kg nữa làm em ok á. Chờ lấy chút em mã quần dùng cho em 59.000đ có một con thôi. Lấy dùng cho em mã quần ha, 59.000đ. Còn một con phong đen trơn dùng cho em. Phong đen trơn này nam mang được luôn, chờ lấy chút em mã phong đen dùng cho em. Phong đen nha, có một con thôi mấy chị. Quần 59 cho Mai Bola. Phong đen trơn nha, 59.000đ. Tìm em mã phong đen trơn dùng cho em ha. Rồi lên dùng cho em mã váy dùng cho em. Váy kem nô dùng cho em. Váy kem nô 59.000đ. Chờ lấy chút em mã nô 59.000đ dùng cho em. Phong đen trơn 59.000đ cho Hồng Võ. Dễ thương không? Nô 59.000đ. Chút tìm em mã nô nha, 59.000đ dùng cho em. Rồi cái set y như cái set đen lúc nãy luôn. Chị lấy thì chốt tìm em mã dùng cho em 89.000đ. Chị lấy chốt em mã set dạ 59.000đ cho Hồi Phương. Rồi chốt tìm em mã set dạ dùm em size M. Set dạ size M nha, 89.000đ có set nè. Rồi mã set dạ cho em 89.000đ ạ. Kim em mã set dạ tròn. Rồi chốt tìm em mã quần dùng cho em nè. Quần này em bán tặng cho mấy chị luôn 49.000đ. Chờ lấy chốt thì em mã quần 49.000đ. Bây giờ em đem ra em like cho mấy chị giá này thôi chứ thật sự luôn. Mấy cái quần này bạn cứ để ý đi, qua Tết những bạn nào đang bán sốt là biết nha. Mấy cái quần này qua Tết nó bán chạy như cỡ nào nha mấy chị nha. Em bán cho mấy chị luôn, nhất là mùa hè mấy chị rất là chạy luôn. 49.000đ. Chờ lấy chốt thì em mã quần 49.000đ. Hàng quần của nhà em là hàng xịn nha, hàng nãy bạn đi tập gym này kia nha mấy bạn nha. Chờ lấy thì chốt liền em mã dùng cho em nè. Chốt liền em mã quần 49.000đ em nói thật luôn. Quần nãy bạn đi tập gym nè, cái bạn đi tập này kia, bạn mua cái mấy quần này đúng không? Giá là trăm mấy ngàn đúng không? Nhớ mấy bạn nha. Rồi chờ lấy thì chốt quần liền em mã dùng cho em cái nè. Rồi giờ thì em bắt ra em sale quần. Quần 49 cho Mắc Hí. Quần 49.000đ là giúp em ạ. Chị Lê. Quần 49 cho Hải Đăng Nguyễn. Quần 49 em còn một con cuối còn giờ lấy liền mẫu quần 49 giúp em ạ. Cái chân váy nè mấy chịu nha. Rồi cái này là chân váy dùng cho em, ở đây nó có nút này mấy chị. Đây. Nó có nút gài cho mình. Như tiền tiền. Đây mấy chị thấy không? Nó có nút gài như thế này cho mấy chị nha, gài vô dùng cho Hải nha. Chân váy dùng cho em 39.000đ. Rồi lấy thì chốt tìm em mã chân váy 39.000đ dùng cho em. Rồi lên dùng cho em mã đầm nhún 79.000đ, đầm nhún nha. 140. Rồi lên dùng cho em mã dùng em. Chân váy 39 cho Trinh Nguyễn. Rồi chốt tìm em mã đầm nhún dùng cho em 79.000đ dùng cho em. Lên dùng cho em mã đầm nhún dùng cho em có con thôi 79.000đ. Rồi chân váy caro dùng cho em nè. Chân váy caro size S
Em có được 2 con size S này, em tặng luôn 39 ngàn luôn. Tấm nhúng 39 ngàn cho Nguyễn Như Thủy. Và ghi liền em mã chân váy caro 39 ngàn dùng cho em. Lên dùng cho em mã chân váy caro 39 ngàn, có 2 con này. Chân váy caro 39 ngàn. Chân váy caro 39 ngàn lấy giúp em ạ, cho trăm trình nè. Rồi lên dùng cho em mã, em có một con áo dày tay như này cho mấy triệu nha. Chắc có đẹp luôn, chắc không mỹ nha. 39 ngàn, chốt em mã trắng 39 ngàn có con. Chân váy caro 39 cho chị Ngọc Thúy Tròn. Còn chân váy hoa dùm em 49 ngàn, sang M, L mang ok dùm cho em. Lên dùm em mã trắng 39 ngàn cho Nguyễn Trinh. Rồi chốt dùm em mã chân váy hoa dùm cho em ha. Chân váy hoa 49 ngàn, size M, size L mang được nha. Lưng chung nhưng mà bên hông nó có khóa kéo cho mình luôn. Rồi chốt thì em mã len sọc dùng cho em nè, 39 ngàn, len sọc nha. Cái len sọc này nè mấy chị nè, mấy bạn có thể phối cho Hải cái chân váy lưới á. Hải thấy cái mấy cái len như này nè, mà cổ đẹp vai như này, các bạn có thể phối chân váy lưới là đẹp nhất luôn nha. Rồi dùm em mã len sọc 39 ngàn dùng cho em. Chân váy hoa như hoa. Lấy dùm cho em mã len sọc ha, 39 ngàn dùm cho em. Rồi áo len cổ lên 3 phân dùm cho em. Lên sọc 39 ngàn như riêng nguyên chị. Rồi cái này chốt em mã len đen dùm cho em ha. Len đen dùm cho Hải nha, mấy triệu nha. 49 ngàn, chốt em mã len đen 49 ngàn dùm cho em. Len đen 49 ngàn hả? Chủ điện quen à, điện. Em lấy cái kệ bên hông nó luôn đi. Ờ em dẹp cái kệ. Em đá mấy cái hàng, cái dưới đó kìa. Cái dưới nó ra đây cho chị. Em nghe. Rồi lấy cái kệ dưới. Dạ. Đi. À, tại vì dọn nhiều thì cũng tọc với em đi chị ạ. Không hết gì nào, chốt mua bí với em cũng được. Rồi lên dùm em mã lên xanh dùm cho em. Rồi không, để nhân tin qua cho, để nhân tin qua cho. Rồi dùm em mã lên xanh dùm cho em ha. Lên xanh dùm cho em 69 ngàn. Rồi chốt em mã lên xanh 69 ngàn. Lên đen 49 cho chị Hương Nguyễn. Rồi lên dùm em mã lên hồng dùm cho em luôn, 49 ngàn luôn. Lên hồng, sọc hồng 49, lên xanh 569 dùm cho em. Rồi lấy lên xanh nè. Chờ lấy thì chốt liền em mã sọc 49 ngàn, sọc hồng cái này là đọc lỡ miệng rồi. Xanh 69 luôn. Xanh 69 cho Phương Ngô. Rồi cái này chốt liền em mã 69 cho Bạc Hiên. Rồi cái này chốt liền em mã 39 ngàn dùm cho em. Lên dùng cho em mã 39 ngàn, có con này nó chuyển đen đen 39 ngàn, cổ đất cơ dùm 39 ngàn. Rồi lên dùm em mã ghi lê dùm cho em. Lê này có 2 con này 39 ngàn luôn. Giờ lấy ghi lê, chút ghi lê 39 ngàn luôn cho em. Sọc hồng 49. Sọc 49 cho Phương Liên. Rồi cái này chút liền em mã ghi lê dùm em. Ghi lê 39 ha, có 2 con thôi. Ghi lê là 2 con duy nhất đó. Đẹp lắm. Đang 39 cho Hà My. Rồi một con ghi lê trắng nè, chờ lấy ghi lê trắng, chốt ghi lê trắng 49 ngàn dùm cho em. Lên dùm cho em mã ghi lê trắng ha, 49 ngàn em có một con duy nhất thôi. Cái ghi lê trắng này đẹp xuất sắc luôn á mấy chị. Thật sự cái ghi lê trắng này là cái mấy mà mấy chị mà mua mấy con mà sơ mi á kìa. Cái con sơ mi mà phông dài á, mấy bạn phối cái ghi lê này nha. Hoặc là mấy chị mặc mấy cái đầm hoa mà tay bồng á, dài nè, mấy bạn có thể phối cái ghi lê này bên ngoài xong mấy bạn kèm cái đai vô chải nha, rất là xinh luôn á. Cái này ghi lê trắng, còn đó ghi lê đúng rồi đó. Ghi lê 39 cái gì ạ? Ghi lê này 49, ghi lê trắng thì mang 49 ngàn dùm cho em. Ghi lê xanh 39 cho Tiêu Tiêu, ghi lê 39 cho chị Tâm Nguyễn. Và hãy có một con lê lê mở ghi lê trắng với em 49 ngàn một con ạ. Còn một con quần thái size S. Ghi lê trắng như Nguyễn 11. Một con thái size S ha, chờ lấy chốt em mở sọc thái size S dùm em 59 ngàn dùm cho em. Sọc thái size S 59 ngàn. Rồi, áo gấu dùm em ha, 69 ngàn dùm em nè. Lên dùm em mã phong gấu 2 con, 69 ngàn dùm em. Phong gấu. Vậy nào lấy chốt em mã sọt thái nha, sọt thái size S 59 ngàn. Rồi lên dùm cho em mã phong gấu dùm cho em ha. Lên dùm cho em mã phong gấu 69 ngàn dùm em.
phong trắng gấu, phong to này, chắc phong Mỹ nha mấy chịu nha. Nhà Hải bán đa số phong là phong Mỹ hết á. Nha mấy chịu nha, 69.000. Phong trắng gấu 69.000 như em ạ. Rồi một con đầm siêu vip của nhà Hải đó mấy chị. Hải xả nhanh cho mấy chị 99.000 luôn. Giờ lấy chốt liền em, mã đầm caro 99.000 có một con thôi. Đầm caro nha, một con duy nhất 99.000, hàng mắc bôn nè. Sai cho mấy chị 50kg đổ lại. Phong gấu cho Phương Ngô. Alo. 50kg đổ lại, 52kg đổ lại. Bà nào bào bầu, mà ví dụ như 52kg mà bào bầu là mặt dễ thương lắm. Ai luôn á. Thương lắm luôn nha. 99.000, chờ lấy thì chốt đi mê mã caro 99.000 dùm cho. Từ khoảng nào vậy chị? Ok, chịu. Rồi cái này chốt liền em mã dùng cho. Tôi mày rất mới mà em số thỏ lại cho em ạ. Rồi cái này chiều lấy thì chốt liền em mã khoát dùng cho em có một con khoát. Khoát sao chứ đi. Hả? Rồi cái này chốt liền em mã khoát dùng cho em ha. Lên dùng cho em mã khoát dùng cho em nè. Khoát dùng cho em. 69.000. Khoát 69.000 là như em đi mấy chị ơi. Khoát 69.000 như chẳng sao tao mày. Lê Hồng cảm thấy là Lê Hòa cảm thấy có cọc chưa? Còn. Rồi ghi mê mỏ khoát 69.000 dục hàng lại đi em. Chương trình chồng cho nó hơi chịu. Liên hình. Thiệt mấy chị luôn, nhiều lúc em thiệt mấy chị. Em còn chưa cầm tới này mà em xả luôn á. Nha. Em cầm vố này em xả, mấy chị cứ nghĩ đi, mình bình thường mình đi mua một con sơ mi kiểu như thế này, vạt mà vạt bầu á. Vạt bầu nha, con này bạn chỉ cần kèm cái đai lưng, thắt lưng vô cho Hải thôi nha. Đỉnh ơi là đỉnh luôn á. Sơ mi dùng cho em 49.000, đúng được mấy con, chưa bao giờ hề lai luôn. Rồi mấy chị nhìn cái hàng như thế này mà 49.000, thật sự luôn á mấy chị. Nha. Do là giờ không có hàng. Vậy như là giờ hàng gì like cũng được đó mấy chị. Chứ không muốn xả mấy cái hàng này đâu mấy chị yêu nha. Ta để có thời gian like chứ không nghĩ sớm quá cũng tiếc mấy chị. Nha, thật sự luôn con này 49.000 mới học mấy chị luôn á. Em biết nói sao luôn á. Nha. Sơ mi 49.000 thôi chú em ạ. Sơ mi 49.000 như ti lê. Rồi chốt tìm em mã dùng cho em mấy chị ơi. Ghi mê mã phong hồng dùng cho em nè. Sơ mi 49.000 kim ly Trần Thị. Rồi ghi mê mã phong hồng dùng em 49.000 dùng cho em. Chứ mê mã phong 49.000 có 2 con. Sơ mi 49.000 cho Phương Trần 2 con. Phong hồng cho mấy chị luôn 49.000. Phong hồng này em có 2 con nè. Chờ lấy phong hồng chứ phong hồng 2 con 49.000 luôn. Sơ mi 49.000 cho Lê Hằng. Rồi cái này chốt liền em mã áo ren dùng cho em ha. Tặng luôn cho mấy chị 49.000 con áo ren kiểu này luôn. Chờ lấy chốt mê mã ren 49.000 dùng cho em. Chị lấy áo phong, chốt áo phong dùng cho em. Phong hồng 49.000. Hồng 49 cho Hương Thu. Kèo không biết gì. Hồng 49 cho Bo Tròn. Con này mà mặc cái chân quá nữa là nít nắp luôn. Rồi nó đẹp. Ren dùng cho em ha. Chờ lấy chốt mê mã áo ren size S dùng cho em. 52kg đổ lạnh này ok dùng cho em. Xả luôn cho mấy chị luôn. 100 mấy này em xả luôn cho mấy chị luôn. Ghi mê mã áo ren dùng cho Hải nha. Áo ren dùng cho Hải mấy chị yêu nha. 49.000. Á hãy mặc lại còn không? Á hãy mặc 69.000 có còn hết chị. Giờ áo ren 49 là mà áo ren 49.000 cho em ạ. Chiêu một. Dạ chiêu nha chị Trang ơi. Rồi cái này chị lấy chốt liền em mã đen kiểu dùng cho em nè. Con áo đen này của nó không phải là một con đen trơn tung đâu. Nó làm eo cho mình ở đây nè. Đây nha mấy chị yêu nha. Nó chất eo hai bên như thế này. Nó kiểu giống như là nó làm bếp lum mấy chị yêu nha. Đây nè. Cái con này các bạn mặc nè. Đây. Nó chích hai bên như thế này nè. Nha mấy chị yêu nha. Chốt liền em mã áo đen dùng cho em. Cái gì chốt mã kèm số nữa là như thế này mấy chị nha. Lên dùng cho em mã áo đen dùng cho em ha. 59.000. Em có một con duy nhất nè. Lên dùng cho em mã áo đen nha. Đen kiểu dùng cho em. 59.000 một con duy nhất. Rồi lên dùng cho em mã áo nâu tay dùng cho em. 59.000 luôn mấy chị. Nâu tay dùng cho Hải nha mấy chị yêu nha. Lên dùng cho em mã nâu tay dùng cho em. 59.000 em có một con nè. Nâu tay là hàng mắt trường dùng cho em. Chốt liền em mã nâu tay dùng cho em. 59.000 có một con. Đen 59 cho chị Nguyễn Linh
825, cố gắng chọn đủ đơn cho 100.000 để thứ ngày mai em đi đơn luôn chị ạ. Rồi cái này chốt Phương Bùi 69.000 chị. Rồi cái này chốt liền em mã váy dùm cho em. Được rồi. Rồi chốt tìm em mã váy hồng dùng cho em 59.000 có con thôi mấy chị. Rồi dùng cho em mã váy hồng nha, 59.000 một con duy nhất hồng. Cái này là nguyên cái cục này là của bạn không bị đơn nè. Đâu tay 59.000 cho Nguyễn Linh. Chim em mã váy dùng cho em 59.000 nè. Rồi cái này ghi liền em mã dùng cho em nè. Chốt liền em mã quần sung dùng cho em 59.000. Quần sung nha. Quần sung size L 59.000, SML này mang được cho Hải luôn. Váy 59 gì trà lương. Rồi cái này chốt liền em mã áo nâu dùm em, màu nâu tay ha. Ừ. Chốt liền em mã áo dày tay dùng cho em nè. Áo dày tay này em có một con thôi mấy chị ơi, 39.000. Dạ sao? Chốt liền em mã áo 39.000 một con cho mấy chị. Rồi, cái này là... chị lưu với một tuần đi đến báo khách nha. Linh Vương chị. Rồi cái này chốt liền em mã lên 39.000 dùm em. Chốt em mã lên 39.000. Ok Lê Phương Bảo nha. Em bóp dùm chị cái áo khoác hồng. Áo khoác hồng đó kìa. Nó qua chứ không có gì à, Nguyễn Trinh. Một cái đó đi. Đạt cũng có gió. Đạt cũng có gió. Mua cột hết ra. Còn cột cao thì mua hết cột cao. Ghi em mở lên dùm cho em 39.000 dùm em. Lên 39.000 lên thì thu trà. Rồi cái này chốt liền em mở sọc 39.000 dùm cho em. Chốt em mã lên sọc 39.000, em có một con ha. Lên sọc 39.000. Lê Phương Bảo ơi, áo này nè em. Thấy thì báo chị nha. 299.000. Thảo ok dùm chị để chị bấm điêu nha. Rồi chị lại lấy thì chốt đi em mã 299 dùm cho em. Đây nè, 299.000. Hãy có cho mình được có mấy con thôi. Chị nào lấy thì chốt nha. Tại vì cái hàng này là hàng em ôm teo rồi đó mấy chị. Hàng giá niêm yết của người ta tới giá là 400 mấy ngàn đó. 400 mấy nha. Chờ lấy thì chốt đi em mã dùm cho. Cái sọc 39 gì còn nợ nhau. Rồi chờ lấy thì chốt đi em mã dùm cho em ha. Đi dùm cho em mã này là mã 299.000. Thật sự luôn con này hãy bán rẻ luôn mấy. Hãy bán cho mấy chị rẻ chắc cũng 200.000 ở ngoài á. Các bạn đi mua ở ngoài là hàng là giá là 350 hay là 450 gì luôn á. Chờ lấy thì chốt đi dùm cho Hải nha. Lên dùm cho em mã dùm cho em 299.000. Rồi chốt đi em mã 299 dùng cho em ha. Rồi con này là xuất sắc luôn á. Con này đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi ghi liền em mã áo tơ này có con nè mấy chị nè. Lên dùng cho em mã áo tơ 69.000 một con duy nhất áo tơ kiểu dùng cho em. Ta chính chính nhất em lấy Trần Thị. Rồi ghi dùm em mã áo tơ kiểu dùm mấy chị luôn nha. Lê Phương Thảo, bấm cho Lê Phương Thảo luôn nha. 299 cho Lê Phương Thảo. Rồi cái này chị lấy thì chốt liền em mã áo tơ kiểu dùng cho em, tơ bèo dùm em. 299 cho áo cưới Salem. Ghi dùm em mã bèo bèo dùm em, áo tơ bèo dùm em có con thôi. Chim Lê Trần Thị có rồi chị ạ, chị nào lấy áo 299 lên mà áo 299 với em ạ. Ghi dùm cho em mã tơ bèo dùm cho em. Áo 299 cho Phương Bùi. Rồi cái này chốt liền em mã trắng dùng cho em nè. Rồi lên dùm em mã tơ trắng ha, em có một con thôi mấy chị. Tơ trắng dùng cho Hải nha, tơ trắng dùng cho em. Bữa Hải mặc cái len hồng kèm khoác kiểu len còn không Hải. Bữa Hải mặc cái áo len hồng kèm khoác nó còn không Hải. Tơ dạ. 69 cho chị ạ. Còn một set đó chị Trinh lấy không? Nguyễn Linh. Còn một set đó chị lấy đi, em vừa chị màu hồng em lấy màu xanh cũng được. Tại vì em đem mua màu hồng rồi mà chị lấy hồng đi em lấy xanh cũng được, ở đây cũng còn xanh. Tơ trắng dùng cho em 49.000 dùng cho em nè. Tơ trắng 49.000 chị. Lên mà tơ trắng 49.000 cho em ạ. Chị Trần Thảo ở khách mới chọn gì thì cọp với em ha. Trong ngày mà tài khoản rồi chọn tiếp chị nhá. Tơ trắng 49.000 cho Maybola. Rồi cái này chốt liền em mã khoác. Em có 2 con nè. Rồi cái này ghi liền em mã khoác dùm cho em ha. Khoác này em có 1 con thôi. Em tặng nốt cho mình luôn ha. Khoác dùm cho Hải nè. 89.000 chị lấy khoác chút khoác. Chị lấy
Rồi, cái này chị lấy thì chốt liền. Em mã chân vái dùng cho em, chân vái 70 trứng nè. Em có cho mình được mấy con là hết sạch luôn rồi, nó còn trên đây nữa là hết. Lên dùm em mã chân vái 79 nè hả? Dạ con rồi, lên dùm cho em mã chân vái 79 nè. Con hồng á. Bỏ cái đó. Quần hãy mặc hết rồi chị ơi. Rồi lên dùm cho em mã chân vái xếp ly dùm cho em nha, 79 ngàn. Em thấy toàn là trăm mấy ngàn không mà. Rồi lên dùm cho em. Chị Tân Thảo ơi, cọc rồi để tròn thêm á chị nha. Rồi lên dùm cho em mã chân vái 79 ngàn. Còn chị muốn chuyển khoản, chuyển khoản luôn đơn hàng thì khi nào bên em gọi chút đơn rồi báo chị á. Chân vái 79 ngàn lên với em đi ạ. Giờ lấy lên mã chân vái 79 ngàn đi chị ơi. Rồi lên dùm em mã áo bèo 59 ngàn dùm cho em. Rồi lên dùm cho em mã áo bèo 59 ngàn. Chân vái 79 gì Trinh? Đây áo bèo 59 ngàn. Lên dùm cho em mã áo bèo nha. Áo bèo, áo bèo. Chân vái 79 cho chị Quỳnh My. Áo bánh bèo nha 59 ngàn. Giờ lấy cho em mã áo bèo 59 ngàn dùm cho em. Chân vái 79 ngàn cho áo cưới sa lem. Chân vái 79 ngàn cho chị Nhật Anh. Mấy chị con áo trắng này nè, mấy bạn về mấy bạn bỏ cái dây của mấy bạn vô thôi nha. Ví dụ như mấy cái dây mà đang dày này kia cũng được nha, hay là mấy cái dây ri băng đó mấy chị kìa. Đang vô thôi mấy chị, nha mấy chị nha. Chúng mấy 79 cho chị Đào Trần. Cái áo này em có được một con này em tặng với chị 39. Chúng mấy 79 cho chị Thương Nguyễn. Giờ lấy trắng chốt trắng 39. Chúng mấy 79 cho Phạm Ali. Chúng mấy 79 gì mất hí. Mất cái con một con được không chị mất hí ơi. Chắc được. Này cái chiếu gì hai con đây nè, thấy nào cũng có không? Trắng 39. Rồi ghi em mở len dùng cho em 39 ngàn luôn. Áo len 39 ngàn em có con nè, chờ lấy len chút len 39 ngàn. Trắng 39 chứ gì vậy ạ? Linh hồn. Rồi ghi liền em mở phong lạnh dùng cho em tặng luôn mấy chị con này 49 ngàn luôn. Chờ lấy chút em mở phong lạnh dùm em 49 ngàn áo phong nè mấy chị này. Áo phong của nó chắc của nó nè, chắc của nó mà nó mềm mà nó đã lắm luôn. Lên dùm cho em mã phong lạnh 49 ngàn dùm đi. Lên 39 cho chị ạ. Giờ lên đúng mã với em đó mấy chị ạ. Giờ lên 39 là mã lên 39 cho em cho Nguyễn Trinh nè. Mấy chị lên áo qua 90 rồi, cái này chốt liền em mã áo lạnh dùm cho em 49 ngàn. Áo lạnh 49 ngàn, con này là mặc siêu phê luôn nha mấy chị nha. Ok chị Trinh nha. Lên dùm cho em mã áo lạnh dùm cho em 49 ngàn. Để em hai cái nha luôn. Ok chị mất lý nha. Rồi, lên dùng cho em mã chân váy size S màu hồng dùng cho em 59 ngàn. Lên dùng cho em mã chân váy hồng 59 ngàn size S dùng cho em. Size S nha, chân váy 59 ngàn size S có 1 con thôi mấy chị, 1 con thôi. Cái này là có quần bên trong luôn nha mấy chị nha. Cái quần của nó là giống cái vải ở bên ngoài luôn á. Chân váy này rất là đẹp nha mấy chị nha. Hốt lắm luôn á, em thấy năm nào bằng chân váy rất là nhiều luôn. Nó không có bị lỗi hồi đó. Rồi chờ lấy thì chốt đi em mã ghi lê dùm em chân váy cho chị Maybola. Rồi lên dùm cho em mã ghi lê. Chân váy 59 ngàn cho chị Maybola. Rồi cái này chốt đi em mã ghi lê dùm cho em ha. Ghi lê dùm cho Hải này mấy chị nè. 49 ngàn, có hai con ghi lê 49 ngàn. Chờ lấy thì chốt đi em mã ghi lê dùm cho em 49 ngàn, hai con ghi lê nha. Ghi lê 49 ngàn dùm cho em. Rồi chờ lấy thì chốt đi em mã xét dùm cho em nè. Chị Lê ơi, em chưa nhận được tiền chị nhá. Ghi Lê 49 ngàn cho Phương Thảo Tròn. Và cái này chốt liền em mã set dùm cho em 59 ngàn. Em có một set nè. Set 59 ngàn, 60kg nữa làm em ok dùm cho em. Rồi em có hai con quần thái. Hàng này là cái này. Ghi Lê cho Hệ Hệ. Đây. Cái này là quần xúc Âu nha mấy chị nha. Size XL nè, 49 ngàn. Lên dùm em mã quần sọt dùm em. Quần sọt size XL nha. Xe thì duyên nguyên chị. Quần sọt size XL, 60kg nữa làm em ok dùm em nè. Quần sọt size XL có hai con nè. Giờ lấy một chút tìm em mở quần sọt dùm cho. Quần sọt 59. Quần sọt 49. Rồi lên dùm cho em mà áo kiểu xé ở bên hông như thế này nè mấy chị. Lên dùm cho em mà áo kiểu xé dùm cho em ha. Quần sọt 49 ngàn lên với em đi ạ. Em mấy chị nè. Rồi cái quần sọt đó đẹp lắm mấy chị.
quần sọt đó là vải của vải hàng Âu á mấy chị, nó là hàng xuất Âu á. Rồi con này là rút dây nè mấy chị nè, rút dây bên hông nha mấy chị nha, rút dây bên hông dùng cho Hải nè, chốt liền em mặc áo xanh dùng cho em, 49.000 dùng cho em. Trời ơi, cái quần sọt đẹp lắm mấy chị nha, tết eo luôn đây, chị nào mà 60kg thì lấy liền đi. Chốt liền em mặc áo kiểu dùng cho em, 49.000 rút dây nè mấy chị nè. Rút dây bên hông như thế này ha, cái này mặc với chân vái không cần đóng thùng cũng đẹp. Rồi chốt liền em mã dùng cho em, kim em mã áo kiểu dùng em, xanh kiểu dùng em 49.000. Xanh kiểu 49.000 là giúp em ạ. Rồi lên dùng cho em mã tơ dùng cho em nè, 49.000 có một con hai con nè. Xanh 49.000 cho Trinh Nguyễn. Rồi cái này chốt liền em mã áo tơ dùng cho em nè. Áo tơ nha mới chịu nha, 49.000 dùng cho em, có được hai con nè. Chơi là mã áo tơ 49.000 giúp em ạ. Lên dùng cho em mã áo tơ nha. Cái áo tơ này là tay bồng nha, tay của nó là tay bồng như thế này, tay bồng nha. Trời ơi, chú mẹ mở áo tơ dùm cho. Tơ cho chị Nguyễn Trinh. Có kìa như chị nói chị phải qua rồi. Rồi lên dùng cho em mã sơ mi vàng dùng cho em nè, 49.000 đi làm nè mấy chị nè. Cái nút của nó y như cái viên kẹo luôn á, đây nè. Tơ em còn một con nhờ với bạn mã tơ với em mấy chị ạ. Cái chị nhìn cái con này nè, nhìn cái nút của nó đẹp lắm mấy chị, cái nút này gọi là siêu siêu đẹp luôn á. Đây, nhìn cái nút của nó nha mấy chị nha. Và chờ lấy thì chốt liền em mã vàng dùng cho em, lên dùng cho em mã áo vàng dùng cho Hải nha. Chốt liền em mã áo vàng có con thôi mấy chị, 49.000 sơ mi vàng ha, 49.000 dùng cho. Sơ mi vàng 49.000 giúp em ạ. Ghi lê lúc nãy có chị nào chưa chốt được không? Ghi lê đen dùng cho em nè, 49.000 có con nè. Và lên dùng cho em mã ghi lê đen dùng cho em, 49.000 có một con duy nhất. Vàng cho Trâm Trịnh. Lên dùng em mã ghi lê đen có một con thôi, 49.000 dùng cho em. Ghi lê đen 49.000 là giúp em ạ. Rồi hãy có một con áo kiểu rớt vai dùng em, 49.000. Chốt liền em mã trắng 49.000 dùng cho em. Ghi lê cho Phương Phương Tròn. Rồi chốt liền em mã trắng 49.000 rớt vai ha, trắng 49.000 rớt vai dùng cho em. Rồi lên trắng 49 lên mã trắng 49 giúp em ạ. Rồi con áo phong này là áo phong hàng sạch nha. Cái này là nam mang cũng được luôn ấy, 59.000 lên dùm em mã phong 59.000 dùm chị. Chốt liền em mã áo phong 59.000. Áo phong này chắc đẹp quá trời đẹp luôn. Nhìn mấy chị này, đẹp chưa? Phong nha mấy chị nha. Sao muốn chính hề hề. Rồi lên dùm cho em mã phong 59.000, có hai con, ba con gì đâu. Lên dùm em mã phong, chị nào thích phong mà chắc phong mỹ á, mà mua mấy chục ngàn lấy mấy con phong này nè mấy chị nè, chắc của nó còn tuyệt vời hơn cả hàng các bạn. Đi mua mấy cái phong mà của hàng thiết kế mấy bạn hot girl lên mà 200 mấy, 300 mấy á nha mấy chị nha, chắc của nó siêu vip luôn. Chèo lấy thì chốt liền em mã phong dùng cho em, 59.000 phong mỹ nha. Chèo lấy thì chốt liền em mã phong mỹ 59.000 dùng cho em. Tôi dùng cho em mã phong nha mấy chị. Phong 59.000 là như thế mấy chị ạ. 59.000 dùng cho ai. Rồi chốt liền em mã lên kem dùng cho em nè. Lên kem cổ lên 3 phong dùng cho em nè, 59.000. Chốt em mã lên 59.000 dùng cho em. Phong 59 cho lên kem phụng. Thôi giãn nè mấy chị. Rồi chốt em mã lên dùng cho em, 59.000. Chị lên kem phụng ở khánh mới mua gì thì cầm với em 200.000 mà tài khoản này chọn tiếp chị nhở. Còn kem quá xếp ly già không phải ơi, hết rồi chị Mẫn ơi. Lê kem phụng chọn thêm thì cầm với em chị hả. Hết rồi nha, hết chân vái rồi mấy chị ơi. Mai là đơn, thấy là mấy... Này ghi lê còn con này bạn nào chưa chốt được chưa? Lên bao nhiêu? Lên 59.000 ghi lê còn 59 con này. Sao con ghi lê còn một con này bạn nào lấy thì chốt nè. Đây phong trắng hồi nãy nè mấy chị ơi, phong trắng trơn rồi rất tốt nè, 49.000 chờ lấy thì chốt rồi nè. Không chị lấy không được. Chị Thái Hằng chị lấy phong xanh đen đúng không chị ơi? Đi lên cho Diễm Phúc. Diễm Phúc đó là đi có rồi đó chị. Ngày mai chiều mai lấy luôn cho em á. Rồi chị lấy cho em mã phong trắng trơn giùm em. Phong 59 lúc nãy cho Thái Hằng. Trắng trơn 49.000. Hai con này chờ lấy thì chết tiền.
cánh cơm 49 ngàn nhỏ Hà. Cánh cơm 49 ngàn cho chị ạ. À. Lên vặt lên trắng giùm em 39 ngàn có con. Đăng Thảo. Rồi chốt em mở lên trắng 39 ngàn một con. Cánh cơm 49 ngàn cho Mỹ Hằng. Em cái này là thật phong mất kìa. Cái nào phong mất để riêng ra một cái yên kìa. Là giờ nay phong xe uống hết. Rồi cái này chốt em mở lên 39 ngàn giùm đi. Lên 39 ngàn giùm cho hả? Lên 39 ngàn với em đi ạ. Có quần mây. Còn hãy có được mấy con quần này. Trời ơi đẹp không mấy chị ơi. 49 ngàn. Trở lại chốt em mở quần sọt 49 ngàn giùm đi. Cho giùm cho em mở quần sọt 49 ngàn. Hãy có cho mình được 2 con này. 2-3 con gì thôi. Hàng này mấy chị. Cái này mấy chị đi tập á, sướng lắm luôn á. Đây nè, mấy cái quần của này là chất của nó siêu đã luôn á. Nhưng mấy chị yêu nha. Giờ lấy thì chốt tìm em mở quần dùm cho em 49 ngàn 3 con. Ôi, mấy cái quần này chất của nó đã lắm mấy chị. Ôi, siêu đã luôn, nhìn cái hàng quần cao đai nè. Lấy chút em mở quần dùm cho em 49 ngàn nha Hải Đăng Nguyễn. Cho này có cái cục sơ mi này nha mấy chị yêu nha. Tặng luôn cho mấy chị 49 ngàn nha. Rồi lên dùm cho em mở sơ mi dùm cho em 49 ngàn, sơ mi kiểu nha. Nếu quần muốn chính là mở quần muốn chính cho em à, chị Mẫn. Rồi lên dùm cho em mở sơ mi dùm em nè, 49 ngàn dùm cho em. Chốt liền em mở sơ mi 49 ngàn. Quần 49 ngàn cho chị Nguyễn Thùy Linh. Rồi cái này chốt liền em ha. Chị liền em mở sơ mi dùm cho em nè. Sơ mi nha, 49 ngàn. Mấy chị ơi, chia sẻ like tương tác lên mấy chị thông đông em mới sale được mấy chị ơi. Chứ học sự luôn em sale rẻ. Cố gắng chia sẻ like tương tác lên cho em mấy chị ạ. Hoàng là cái hàng này hàng đẹp không à. Sơ mi 49 ngàn cho em cho Thanh Minh. Rồi chị nào đi làm công sở lấy con áo này nè. Rồi lên dùng cho em mà áo kiểu đen kiểu dùng cho em ha. Sơ mi 49 ngàn cho Bích Hương. Con này thường em thấy mấy bạn đi làm mấy bạn hay mặc với lại chân váy màu gì này kia nè. Sơ mi 49 cho Bích Hợp. Hai nè, kia nút 49 ngàn. Lên dùng cho em mã kiểu dùm em ha. Sơ mi kiểu dùng cho em 49 ngàn luôn. Sơ mi 49 ngàn cho xung 7 màu. Này, tay của nó này mấy chị. Nút như thế này nha mấy chị yêu nha. Nút bóng loáng luôn. Cổ của nó đây nè. Rồi chờ lấy thì chốt tìm em mã kiểu dùng cho em ha. Lên dùng cho em mã kiểu dùng cho em 49 ngàn. Lên dùng cho em mã kiểu 49 ngàn dùng cho em. Kiểu 49 ngàn cho lấy em rồi. Kiểu 49 cho Phương Liên. Rồi chốt tìm em mã áo len dùng cho em ha. 39 ngàn dùng em. Kiểu 49 ngàn chuông ngon. Rồi ghim em mã len ha. 39 ngàn có con gì mấy chị. Lên 39 ngàn dùng cho em. Rồi cái này chốt liền em mã trắng dùng cho em nha. Lên dùng cho em mã lên trắng dùng cho em. Lên trắng nha mấy chị nha. 39 ngàn lên trắng 39. Kiểu 49 ngàn TikTok. Kiểu 49 ngàn Ngọc Thúy Trần. Kiểu 49 ngàn cho Hồng Võ. Hết mã kiểu 49 ạ. Lên 39 cho Duyên Nguyên chị. Rồi ghim em mà set 24 dùng cho em nè mấy chị. Set 24 dùng cho em ha. 59 ngàn dùng cho em. Cái này phía sau của nó là có nút dài á mấy chị. Có nút dài vô ha. Chị nào lấy chốt ghim em mà set 24 dùng cho em. Đâu, lên trắng 4, lên trắng là 49 chứ. Lên trắng 39 luôn rồi. Lên đỏ, không lên mà lên đỏ, lên mà lên không. Ừ thì lần đầu là em lên mã lên, sau rồi em lên trắng. Rồi cái này chiều lấy thì chốt tìm em mã set 24 59. Lên trắng mới chính như Duyên chị không nè. Set 24 nha, 59 ngàn dùng cho em. Kim em mã set 24 nha, 59 ngàn. Rồi cái này chốt tìm em mã 49 ngàn dùng cho em. Cái này là đầm mũ á mấy chị. Mà cái hàng này vô mùa hè nha, là rơi tầm khoảng giá là 130-140. Giờ lấy liền chốt mà xé 2459 ngàn cho Hồng Nhung Liên. Nhưng mà cái này là ở trong hàng to bao em có mấy chị nha. Nên là chất của nó đẹp lắm luôn. Mấy chị không có sợ là hàng nhái hàng gì hết nha. Nó chủ hàng luôn, 49 ngàn.
Không bốc màu giùm em ha. Mã gấu nè. Dễ thương lắm á chị. 49 ngàn. Trời ơi, chút em mã váy 49 ngàn giùm em. 49 không có màu cái gì nhở? Kim em mã váy 49 ngàn giùm em ha. Nó có 4 con rồi mấy chị ơi. Rồi 49 cho trà luôn. Rồi cái này chị lấy thì chốt liền em mã áo xám giùm em 39 ngàn. Lấy giùm cho em mã xám 39 ngàn. Em có cho mình được 3 con xám 39 giùm cho. Bảy bốn chín như vậy bô la. Bảy bốn chín như tì tóc. Rồi cái này chốt em. Bảy bốn chín cho Phương vợ. Hết bảy bốn chín đó. Rồi cái này chốt em mã xám dùng cho em nè. Xám nhau mới chịu nha. Xám dùng cho Hải 39 ngàn. Em chưa nhận được tiền á chị ơi. Xám 39 ngàn cho chị ạ. Đỗ Thị Hạnh. Rồi cái liềm em mã áo xanh dùng cho em ha. Xanh dùm em 49 ngàn. Con xanh to này lúc sáng em có lai màu trắng rồi á. Nha mấy chịu nha. Còn cái này ghi liền em mã dùm cho em. Đơn dùng cho em mã xanh dùm em. Xanh to 49 ngàn dùm cho em. Xanh vỏ đầu á. Cái màu xanh vỏ đầu này đẹp lắm mấy chị. Trắng da lắm. Thôi là gì trà lưu chỉ có một con gì hả? Chờ lấy 69 là mã 69 vô. Con này mặc trắng da mà chị nào đi làm á. Đóng thùng rất là đẹp luôn. Đơn dùm em mã xanh vỏ đầu dùm em ha. 49 ngàn dùm cho em. Lên mã xanh bỏ đầu 49 ngàn với em ạ. Là đang xem chấm tương tác chia sẻ lan lại với em hết chưa? Rồi cái này chốt liền em mã kiểu dùng cho em nè. Body nha mấy chịu nha. Body kiểu dùng cho em nè. Con này rất là đẹp luôn. 69 ngàn. Giờ lấy thì chốt liền em mã 69 ngàn. Em có cho mình được một con duy nhất một con luôn. Hàng KVTWay này mấy chị cũng biết nha. 130, 140 của Hải đó. Size S nhưng mà mấy chị 51, 52 cái mang ok dùng cho em luôn. Giờ lấy thì chốt liền em mã dùng cho em ha. Quấy dùng cho em 69 ngàn có con. Quấy số dưới này cho Kiều Diễm. Rồi cái này chốt liền em mã hoa dùng cho em. Lên dùng cho em mã len hoa ha. Cái này là len nha. Chúc em mã len dùng em 39 ngàn luôn. Giờ lấy liền mã len 39 ngàn cho em đi. Rồi lên dùng cho em mã chân quái đắp chéo dùng cho em ha. 49 ngàn nè. Rồi lên dùng cho em mã chân quái dùng cho em ha. 49 ngàn dùng cho em. Đây mấy chị nè. Rồi chờ lấy thì chốt liền em mã chân vái 49 ngàn có con. Lên 39 rồi chân vái 49 với em mấy chị ạ. Cái này chắc chị em bán siêu lỗ luôn á. Không được tới mùa hè này mấy chị. Con này là lên 39 thì tốt. Con này đẹp quá trời. Mà cái duyên em không có bán mùa hè thì đây nè. Đây nha mấy chị ơi nha. Em muốn tặng cho mấy chị luôn 19k luôn. Giờ lấy cho em mã váy 19k dùng cho. Cái em mã váy 19k nha mấy chị ơi nha. Con này á của nó là kiểu mà mấy bạn mặc. Em nha mấy chị. Từ cái tên này nó. Em mấy chị. Cái sao của nó là hở lưng nha mấy chị ơi nha. Hở lưng dùng cho Hải nha. Giờ lấy cho em mã váy dùng cho 19k em có một con. Với 19 cho Hải Đăng Nguyễn. Rồi lên dùng cho em mã nha mấy chị ơi nha. Dâu dùng cho em có một con thôi. Chốt em mã áo dâu dùng cho em. Lên dùng cho em mã dâu nha. Dâu dùng cho Hải 49 nè. Em có một con duy nhất áo dâu. Dâu 49 ngàn với em đi ạ. Dâu gì Dung Nguyễn. Rồi em có một con áo khoác này mấy chị này, duy nhất một con thôi. Đây, một con khoác 8 dùm em khoác dạ nha. 169 ngàn, chờ lấy thì chốt liền em mã 169, em có một con thôi. Một con duy nhất ha. Chờ lấy thì chốt liền em mã 169 ngàn, có một con duy nhất. Hả? 16 rồi một con. 169 ngàn, chờ lấy thì chốt liền em mã 169 nha. Áo khoác dạ dùng cho em mấy chị có một con thôi. Cái này của các bạn, em dùng hàng. Khoác dạ 169 lên giúp em ạ. Của cái chị đó trộn xong nhưng mà cả bên em bỏ ra luôn hết 100 mấy ngàn á, 180 á. Cái quần này là quần mặc tập nha. Dạ một số chứng với Bùi Nhung Quỳnh Nhung. Rồi cái này chờ lấy thì chốt tìm em mã set. Set này em có một set nè.
Thôi em xả luôn cho mấy chị luôn 99.000. Giờ lấy thì chốt tiền em mã set 99.000 có set không? Cái set này hô luôn á, thật sự luôn. Đỉnh lắm luôn á nha. Đây 99.000. Cái này các bạn cột giá bạn giống cái trước coi giùm em ha. Rồi cái này chờ lấy thì chốt tiền em mã set sang em mồi giùm em 99.000 có set thôi. Cái này các bạn tách riêng ra bạn chân váy cũng thấy đỉnh rồi đó. Rồi kia giùm em mã quần sung giùm cho em. Mấy cái hàng này ở dưới toàn cũng là không đủ đơn xong. Bữa trước dọn vô cọc vô thôi. Mấy cái hàng này toàn cái mấy không đủ đơn cái cọc thôi nè. Quá trời luôn. Kim em mã quần sung giùm cho em 59.000. Kệ này là cái kệ hàng quá là khoảng còn là quên trước. Còn một con nằm này mấy chị. Chị Lê Kim Phụng ơi, cọp với em 200 ngàn mà tài khoản là chọn thêm chị nhá. Chị lấy chốt đi em mã quần quần giùm em quần sung nha mấy chị nha, 59.000 có con. Còn cái này chị lấy chốt đi em mã váy trắng giùm cho em ha. Chốt em mã váy trắng gài nút nha mấy chị. Quần 59.000 cho TikTok. Các chị về gài nút giùm cho em ha, đầm trắng giùm cho em nè. Hãy tặng luôn mấy chị con này 69.000 luôn, cái đầm trắng này đẹp lắm luôn á. Chiếu phẳng bên nào chị ơi? Còn cái này là ghi liền em mà áo xô giùm em nè. Đầm trắng cho xung 7 màu, đầm trắng bao nhiêu? Đầm trắng 69. Rồi cái này chị lấy chốt liền em mã xô hồng giùm cho em 49.000 luôn. Rồi lên giùm cho em mã áo xô hồng giùm em ha. Con này các bạn biết làm gì không? Mình mặc váy dây á, sao mình khoác nhẹ cái này bên ngồi này xinh lắm mấy chị, 49.000. Chờ lấy thì chốt liền em mã hồng giùm cho em. Lên giùm cho em mã áo hồng xô nha, 49.000 giùm cho em. Rồi cái này lên giùm cho em mã khoác giùm cho em 49.000 luôn. Lên giùm cho em khoác nha mấy chị nha. Khoác giùm em 49.000. Hồng 49 cho Hồng Võ. Hồng 49 cho gì, Hồng Nguyễn Thị Mỹ. Rồi cái này chốt em mã xanh giùm em, khoác xanh tơ giùm em. Kim em mã xanh nha mấy chị nha. Còn một con sơ mi crop top mấy chị nha. Tặng luôn cho mấy chị luôn 49.000 luôn. Chốt liền em mã số 1 49.000 giùm cho em. Chị nào lấy xanh lên mã xanh cho em. Chị nào lấy khoác xanh, chốt khoác xanh dùng cho em. Em màu hồng nha, ok chị Hằng Nguyễn Thị Mỹ nha. Và cái này chị nào lấy thì chốt tìm em mã dùng cho em. Ừ à, 49.000 mà gài nút còn bị nhầm nữa nha. Cái nút này này mấy chị, vẽ bạn cầm vô nó y như là cái nút mà của trong mấy cái đá mà mình mua hết. Đây nè, đây nè mấy chị nè. Trời, cái nút của nó xinh lắm luôn ấy. Đây, một con áo crop top nha mấy chị nha. Một con áo dáng crop top dùng cho em ha. Bạn mặc quần sọt này kia rất là đẹp luôn. Cái liềm em mã sơ mi dùng cho em 49.000. Lên dùng cho em mã sơ mi nha. Vải là vải xô hết luôn á mấy chị. Tất cả mấy cái hàng kiểu Hải Lai cho mình là toàn vải xô không. Rất là xịn luôn ha. Nút các bạn vài ghề lại giùm mình cho Hải nha. Chị nhận về mấy chị thấy mấy cái hạt nút của nó. Mấy cái hạt nút của nó đẹp lắm. Y như mấy cái hàng mà đá mà các bạn đi mua ở ngoài đây á. Lớn mã số 1 nha, đi khỏi bị nhầm cái gì ạ. Lạ lắm mấy chị. Thảo 1 dùm em ha. Chốt đi em mã số 1 hay là sơ mi cũng được. Số 1 49 này cộng loa. Sơ mi 49 cho Trinh Nguyễn. Rồi chốt tìm em mã áo trắng dùm cho em ha. Chia liềm em mã trắng kiểu dùm cho em 59.000, lên dùng cho em mã trắng kiểu 59.000 dùm đi. Trắng kiểu 59.000 dùm cho em. Để thấy. Sao mây vẫn chỉ cho Thanh Tuyền. Không cho mấy chị. Kim em mã trắng kiểu dùm em 59.000 có con. Kim em mã trắng kiểu nha. Rồi cái này là cái lót bên trong á, chị nào mà thiếu lót thì em tặng ha. Chốt em mã tặng mình. Em có hai cái nữa. Chốt thì em mã tặng mình chứ. Đây này xếp 100 mấy còn nữa, chứ chị nào tốt rồi. Xếp 99 ngày còn xếp nè. Bỏ biêu.
Đây mấy chị ơi, set 99 còn con nè. Set 99 còn set nè, chờ lấy cho mày mã set dùng cho em. Khoác Hải Line hết rồi chị ơi. Tôi dùng cho em mã set, em có một con nè. Set 99. 8.59 cho Phương Võ. Chưa chị Lê Kim Phụng nha. Rồi cái liền em mã set dùm em 99.000 cái set thôi, nãy chị nào chưa được chốt thì chốt thì cho Hải. Tặng cho Trinh Nguyễn, tặng cho Hành Nguyên nè. Rồi cái này chị lấy thì chốt thì em mã khoác rêu 69.000 dùm chị. Này vô la với ai quên được hả? Rồi cái này chốt liền em mã khoác rêu dùm em, có set này mấy chị. À quên, có một con khoác nè. Cái này là của nó, là chất của nó là chất mà chất dày lắm mấy chị ơi. Hàng này là hàng ta bao nha mấy chị ơi nha. Lụa, lụa nhưng mà lụa lụa bóng của khoác. Sao chính lúc nãy chứ gì xung bảy màu nha. Đây nha mấy chị ơi nha. Chiều lấy thì chốt liền em mã khoác dùm cho em nè. Lên dùm cho em mã khoác nha, 69.000. Khoác này mấy bạn ơi, chắc rất là xịn sò luôn. Hết rồi mấy chị ạ. Hết mã tặng rồi nha. Rồi chiều lấy thì chốt liền em mã váy dùng cho em nè. Váy dùng cho em ha, 69.000. Váy cổ lọ dùng cho Hải nha, 69.000 dùng cho em. Đây, chờ lấy chút em mã váy kem. Váy kem cổ lọ nha, hàng tao bao nè, em bán 69.000. Em mã kem 69.000. Có kem cho Phương Phương tròn. Cái liền em mã kem nha, 69.000. Váy kem cổ lọ, 69.000 dùng cho em. Rồi cái này hoodie này nam mang được luôn. Chờ lấy chốt em mã hoodie dùng cho em, có một con thôi. Hoodie nam nha. Chờ lấy thì chốt liền em mã hoodie nam dùng cho Hải nè mấy chị. Hoodie nam nha mấy chị nha. À, xả luôn cho mấy chị luôn con hoodie nam này. 79.000. Chờ lấy chốt em mã hoodie nam 79.000 dùng cho em. Cái đầm kem cổ lọ rất là đẹp luôn á. Bình thường mấy bữa trước vậy nào hỏi em cái nào mà đầm cổ lọ. Hoodie nam đó cho em 79.000 à. Để dùm em mã hoodie dùng cho em ha. Ôi nam mày chứ nghe lên thì nó hoa. Rồi chiều lấy thì chốt tìm em mã áo len dùm em 59.000 dùm cho em nè. Chốt em mã len 59.000. Em có nè mấy chị nè. Trần Hương chị còn một đơn mà sao đã nhận rồi. Coi Trần Hương còn mấy đơn. Chị còn một đơn chưa thấy đơn sao. Chị còn một đơn chưa thấy đơn sao chị đã nhận. Thế là hai đơn mà đơn sao nhận rồi nên trước khi nhận ý là đi. Rồi cái này chốt tìm em mã áo len đen dùng cho em nè, 59.000 dùng cho em. Rồi cái này chờ lấy yếm, chốt yếm dùng cho em ha. Lên dùng cho em mã yếm ren dùng cho em nè, 59.000. Cái này là yếm nha, chị nào lấy yếm thì chốt yếm dùng cho em, 59.000 về phối cái áo vô nữa. Lên dùm em mã yếm. Chị Trần Hương chị có còn hai đơn nữa chị. Rồi cái này chốt liền em mã caro dùng cho em. Lên 59 cho chị Thảo Phạm. Giờ lấy chốt em mã ren dùng em ha. Ren đó bạn về phố yếm mang rất là đẹp luôn. Rồi cái này chị lấy thì chốt liền em mã caro dùng cho em ha. Quần caro này là size cho mấy chị 55kg đổ lại mình ok. 59.000. Giờ lấy chốt em mã quần caro 59.000 dùng cho em. Còn hai đơn nữa lần đó chị Trần Hương ơi. Chắc cũng hoàn hoàn về rồi chứ gì. Caro 59 cho Nhi Vương. Rồi cái này chiều lấy thì chốt liền em mã set dùm em. Rồi chốt liền em mã set ha. Nguyên một set này 59.000. Cái này mã set dạ 59.000 size M. Set dạ dùm em ha, 59.000 size M dùm cho em. Nó mã set dạ 59.000 cho em ạ. Kim em mã set dạ ha, 59.000 size M dùm em. Rồi cái này chiều lấy thì chốt liền em. Mã này là mã áo vàng dùm cho em nè. Lên dùm cho em mã vàng dùm cho em. Vàng nha mới chịu nha. Chốt liền em mã vàng dùm cho Hải nè. Áo vàng dùng cho em nha, 59.000 luôn. Chờ lấy set dạ, chốt set dạ dùng cho em. Chờ lấy vàng, lấy mở vàng kia, rồi lấy set dạ, lấy mở set dạ mấy chị hả? Rồi chốt liền em mã áo sọc dùng cho em, 49.000 dùng cho em. Lên dùm em mã sọc nha. Sọc dùm em, 49.000 dùng cho em. Áo vàng 59.000 cho Vân Đô Ly. Rồi cái này chốt liền em mã sọc dùng cho em, 49.000 dùng cho em. Sọc cái lấy thì nó hoa.
Rồi cái này cho em mã đen trơn chịu dùm em. Đen trơn dùng cho em ha, 49.000. Rồi ghi dùm em mã test nha, 69.000 dùng cho em. Rồi chốt tìm em mã test 69.000. Cái này là có quần bên trong nha. Cái này là khóa kéo bên hông này, lưng chung ở phía sau. Mấy bạn nào mặc S màu là mang ok dùm cho em. Chạy lấy cho em mã test 69.000 có test nha. Giờ lấy ăn trơn là mặc ăn trơn mấy chị ạ. Có chị hàng của chị Mỹ ạ. Giờ lấy xếp là mặc xếp cho em 69.000 ạ. Rồi cái này chốt liền em mã phong dùng cho em có con thôi mấy chị, 49.000. Lấy dùng cho em mã phong trắng 49.000, em có con nè. Phong trắng nha mấy chị ạ nha, 49.000. Chờ lấy cho em mã phong trắng. Phong trắng 49.000 ra đây xem, sống tương tác lên cho em mấy chị ơi. Trời ơi, xếp đen siêu đẹp luôn, nhiều lý lắm nha. Hoa phong chứng khổ đi mà. Rồi em có được hai con hoodie hàng cao bao. Hai con hoodie nha, một con đen, một con hồng. Một con cá, chị nào lấy cá thì chốt cá, chị lấy hồng chốt hồng dùm cho em. Tặng luôn cho mấy chị cái này là giá là 79.000. Giờ lấy thì chốt đi dùm em nè. Đây, chị lấy hoodie cá thì chốt hoodie cá nha. Chị lấy hồng thì chốt hồng dùm cho em. Em bán tặng cho mấy chị con này luôn với giá là 79.000. Đây mấy chị nè, hoodie hồng nè. Nhưng mấy chịu nha. Chị nào lấy hoodie cá thì chốt hoodie cá dùng cho em. 79.000, em có cho mấy chị được mỗi mã một con nè. Đây, đẹp chưa? Hồng và cá nha mấy chị nha. Con này nè mấy chị nè, xinh lắm luôn. 79.000 lên cho em. 79.000 kèm màu dùng cho em. Hồng với lên thì anh hoa. Rồi cái này chốt em mang bộ lụa dùng cho em. 69.000 luôn nè. Đây dùm em mã lụa. Hay cá Dung Nguyễn. Rồi cái này chốt thì em mã lụa dùm em 69.000, em có con nè. Lụa nha, 69.000 dùng cho em. Rồi cái này chiều lấy chốt em mã len 59.000, cổ lên 3 phân dùng cho em. Mà đẹp chưa, tay là tay nhúng này. Rồi chiều lấy chốt em mã len 59.000 dùng cho em. Len 59.000. Chị chờ mà em cầm áo phong để ta bỏ lại. Cái này sẽ không gì. Đồ cho Duyên Nguyên chị. Len 59 cho Hoàng không anh? Rồi cái áo này là áo kiểu nha, mấy bạn về đang dây vô nha. Đây nè, nó có dây để xỏ qua nè. Nó xỏ ở đây nè mấy chị nè. Xỏ bạn cột lên nó chéo qua mấy chị. Đây nè. Cái áo kem này đẹp lắm. Đây. Nó là rớt vai á mấy chị. Đây nè. Kiểu nó rớt vai nha mấy chị ơi nha. Bèo rất là đẹp luôn, có hai con thôi. Chị nào lấy thì chốt đi giùm em mã áo kiểu dùng cho em. 49.000, có hai con thôi nha. Đây mấy chị nè. Kiểu là rớt vai á mấy chị, rớt vai nha mấy chị ơi nha. Cái dây này các bạn đang lên nè. Đây nha mấy chị ơi nha. Thắt vô thôi. Chiều lấy thì chốt liền em mà áo kiểu dùng cho em nè. Tay là như thế này nha mấy chị ơi nha. Tay như thế này. Rớt vai dùng cho hải. Chiều lấy chốt liền em mà áo kiểu 49.000. Áo kiểu dùng cho em ha, 49.000. Em có được 3 con thôi mấy chị. 3 con duy nhất ha. Chiều lấy thì chốt liền em mà áo kiểu dùng cho em. Thôi tưởng cái quán đi chút tập tiền hồn ra đi. Kim em mã áo kiểu dùng cho em ha, 49.000 dùng cho em. Rồi cái này chốt liền em mã xanh dùng cho em nè. Áo kiểu 49.000 cho Trà My. Rồi cái này chốt liền em mã xanh dùng cho em ha, xanh dùm em 49.000 luôn. Áo kiểu 49.000. Kim em mã xanh dùng cho em 49.000. Rồi cái này chốt liền em mã khoác len dùng cho em ha, 49.000 luôn mấy chị. Em. Cái này mấy chị mặc khoác len nè, hoặc là làm áo ôm được luôn nha, tùy theo mấy bạn không làm cái gì làm. Đây nè, tại vì cái này là dài nút cũng được nè mấy chị, mà tháo nút cũng được luôn. Đây nè. Cái quán này khô của nó dài mấy chị, khô này mấy bạn mang xuống nút không có bị ngắn ngắn nha. Tao chờ lấy chốt đi mấy mã khoác dùm cho em, 49.000 dùm cho em. Tao dùng cho em mã khoác 49.000, chỉ cho mình những dân tiền còn nha. Chỉ đây còn cái nha. Không còn đâu mà. Kiểu 49.000 cho Nguyễn cho anh. Rồi lên dùm cho em mã phong trắng dùm em, 69.000. Cái phong trắng này là phong hàng xịn sò lắm luôn á. Cái này về là không còn mấy chị. Không còn một cái nào để rớt lại. Đây là cái hàng mà cái hàng của mấy chị nè. Không có đủ đơn á. Em xả ra nè. Rồi chờ lấy thì chốt liền em mã dùm cho em. Ghim em mã trắng dùm cho em, 69.000. Con áo trắng này đẹp lắm luôn. Đây mấy chị yêu nha. Lên dùm cho em mã trắng dùm cho em, 69.000 dùm cho em.
Kim em mã phong trắng. Phong trắng 69.000 là như em ạ. Rồi cái này ghi liền em mã bộ tơ dùm em nè. Tơ nha mấy chị nha. Tơ này có một con thôi. Giờ lấy chốt liền em mã bộ tơ dùm cho em ha, 49.000. Kim em mã bộ tơ dùm cho em nè. Cái này 50kg đủ làm em được thôi nha. Lên dùm cho em mã tơ dùm cho em. Tơ nha mấy chị nha. Tơ 49.000 là như em mấy chị ơi. Chị sử á, giờ không, không đẹp không mà mấy chị ơi. Mấy chặt á em không á chị, hoặc làm một khác cho chị nha. Cho chị cái bộ hồng cho mấy bộ mình. Không trắng 69 cho dạ khuyên. Bộ u mì dùm kem này mấy chị 100. Em nói xem mấy chị cho được Thảo Phàm. Em xem bộ này 159.000 ha. Chờ lấy thì chốt thì em mã 159 dùm kem. Bộ này đẹp lắm mấy chị. Và lên dùm kem mã bộ u mì 159 dùm kem. Mấy chị ơi, chị nào mà chưa chốt kịp á thì tối nha. Tối 8 rưỡi em like á mấy chị. Anh coi hỏi chị nào chuyển mà cái gì. Chị chuyển bên vì công banh mã này Ariban đâu liên quan gì đâu. Ariban ai chuyển không biết. Bao nhiêu? Thôi ta. Mà chị chuyển về việc công banh. Rồi cái này chiều lấy thì chốt đi dùm em mã dùng cho em nè. Khi dùng cho em mã này là mã hồng dùm em. Bộ nha, bộ u mì dùm em. Em xả mấy chị 159.000, 60kg đủ làm em ok nha. Chiều lấy thì chốt đi dùm em mã bộ u mì dùng cho em 159.000, cái này em có được 3 bộ thôi. Cái này bị sốt là mấy đứa nhét ở trong cái kệ kia không thấy đó mấy chị. Bộ mì bao nhiêu? 159.000. Bộ mì 159 lên giúp em cho Trương Quỳnh Như. Rồi cái này chốt liền em mã sọc dùm em. Lên sọc dùm cho em 49.000 nè. Lên dùm cho em mã lên sọc 49.000. Vòng 159 cho Mỹ Lai, vòng 159 cho Nhi Vương. Và cái này chốt em mã lên sọc dùm em. Anh bắp lai là ai anh? Là chị bắp lai á. Chị gặp em như chị không thấy. Chị chuyển khoảng 24 rồi mà. Đợt này hả? Nè, thấy mới chuyển nè. Dạ, mới chuyển rồi. Mới chuyển rồi mà. Và cái này chốt tìm em mã váy dùng cho em 69.000 dùng cho em. Pyjama lụa còn mà cái đó chị không sale em ơi, nên chị không có like á. Rồi cái này chị lấy thì chốt tìm em mã váy 69.000 dùng cho em. Có hai con màu tím nha. Dễ thương chưa mấy chị. Trời ơi con này siêu cưng luôn. Chị lấy thì chốt tìm em mã dùng cho em ha. Tôi dùng cho em mã váy dùng cho em 69.000. Con này mặc cưng lắm luôn á mấy chị. Cái này là chắc linen dùng cho em ha, có hai con. Đây sọc 49.000. Sọc 49 như nguyên chị. Rồi cái này chốt thì em mã váy dùng cho em, có hai con thôi ha, 55kg đổ lạnh ok dùng cho em. 69.000. Có mã hoodie vàng nãy không anh Minh Nhật? Không có chị ơi. Váy xinh như TikTok. Váy xinh như đổ tình thủy. Rồi cái này ghi liền em mã xếp da dùng cho em ha. Set da của Hải đang cầm là size M nè. Giờ lấy chốt liền em mã set da dùng em. Set da nha mấy chị nha, có set thôi mấy chị, tặng luôn mấy chị 49.000. Lên giùm em mã set da 49.000 dùng cho. Chốt tìm em ha, có một con quần sung nè mấy chị. Một con quần sung vàng nha. Tặng cho mấy chị luôn 49.000. Chốt em mã sung vàng 49.000 dùm cho. Tết da 49 dùng nguyện. Rồi một con áo khoác 69.000. Giờ lấy chốt tìm em mã khoác trắng 69.000 dùm cho. Khoác trắng 69.000 phôm to nha. Phôm này 60kg mang ok luôn ấy. Nam cũng mang được luôn á. Chốt em mã khoác trắng 69.000. Xét đúng không? Dạ. U mì đúng không? Phát trắng 69 lên cho em chứ Thanh Thảo 589 á. Rồi cái này chốt liền em mà áo tơ dùng cho em nè. Áo tơ dùng cho Hải nha, 39.000. Lên dùng cho em mà áo tơ nha. Cái này là sơ mi áo kiểu mấy chị đi làm này kia nha. Giờ lấy chốt liền em mà 39.000 dùng cho. Rồi thật sự luôn á mấy chị ơi. Xuống vàng 49 cho Dạ Khuyên. Cái này bà nào, mấy chị quá trời mấy chị hỏi u mì nó cứ kêu hết. Này mấy chị.
lên dùng cho em hả? U mì tô ba chín cho xin nguyện. Nè mấy chị, thật luôn ấy. Thôi bây giờ em bán tặng mấy chị cái set này 129 ngàn. Để bảo nó mấy chị lấy nhanh. Tớ bây giờ không bị lai. Thôi tặng luôn mấy chị 129 ngàn luôn. 129 ngàn một bộ u mì nha, lấy lẹ nha chị nào. Nhanh thì có nha, size M nha, 60 cái nữa là mang ok. 129 ngàn một bộ này luôn, tên nhanh nha. Chờ lấy thì chốt đi giùm em mã bộ u mì giùm em 129, có mấy bộ không? 60 cái đổi lại nha, ok dùm cho. Trời bộ u mì này có nhiều bạn hỏi hải hoài luôn á mà nhại hết rồi. Bây giờ lòi ra thì mới kiếm được mấy bộ này mấy chị nè. Nặng lắm, 129 ngàn dùm cho. Chờ lấy thì chốt đi giùm em mã dùm cho. 129 ngàn bộ u mì nha. Số 129 cho Phương tròn. Anh kiểm tra giùm em mấy cái đơn rồi nãy không có cái đơn mua mà khách hẹn tới lái nghe, bố có khách anh nghe. Trong hoài vậy anh. À, chỉ có đơn nãy không có đơn mua mà khách tới lái trơn, bóp như ngồi khách giùm em á. Rồi lên dùng cho em mã váy hoa dùm em 59 ngàn có con này trời ơi. Đây, lấy cái con váy này sao mà mặc khoái. Số 129 cho chị ạ. À, mua cháu giờ đây, Phương Trần đúng không? Số 129 cho thì không sai. Em được luôn cái cục cháu vô. 129 cho Nhi Vương. Bộ 129 cho Gia Phương. Cái váy hoa này nó đẹp lắm luôn. Mới bộ 129 cái gì ạ? Cho dùng ngay mã váy hoa có một cái thôi 59 ngàn. Con váy hoa này bạn có thể phối với làm mặt thôi, bạn mặc khoác. Mấy cái khoác lên mà nhẹ nhẹ kìa, mặc ra rất là đẹp luôn á. Ở đây nó có chung cho mình. Trời, cái váy này xinh lắm luôn. 59 ngàn, trời lấy chốt em ở váy 59 ngàn. Oh, oh, oh. Trời, cái này là hoodie nha, hoodie nam mang được luôn nè. Tặng luôn 55 ngàn. Chốt em ở hoodie 55 ngàn nè. Hoodie 55 ngàn, hàng xịn sò nha mấy chế. Phía hoa 59 cho Dung Nguyễn. Mấy chế lên TikTok, mấy chế thấy cái hãng này nó hay, hay giới thiệu trên TikTok lắm nè. Nó làm tài trợ trên TikTok nhiều lắm luôn nè. Đây nha mấy chịu nha, cái bao này nè. Nha mấy chịu nha. Vô đi dùm em 55 ngàn. Vô đi nam mang được luôn nha. Đưa em lên cho Phương Liên. Rồi lấy chút mấy mở vô đi có hai con. Vô đi 55 cho Đào Tròn. Rồi cái này chờ lấy thì chốt liền em mà áo của lọ dùm em 59 ngàn luôn. Chốt liền em mà áo của lọ 59 ngàn. Em có một con này. Chim em mở cổ lọ 59 ngàn dùm cho em. Rồi lên dùm cho em mã sơ mi dùm cho em ha. Sơ mi kiểu vai bồng. Trời ơi 3 nút này mấy chị nè. 3 nút nha mấy chị nha. Rồi chờ lấy thì chốt liền em mã sơ mi kiểu dùm em 59 ngàn dùm cho em nè. Vai bồng nha. Và chờ lấy thì chốt liền em mã sơ mi 59 ngàn dùng cho em. Tay là tay bồng cho Hải nè. Trời ơi, cái sơ mi mà cái tay của nó em nghiền nhất là sơ mi mà mấy cái tay mà phôm như thế này nè mấy chị nè. Lúc mình mặc lên á, nhìn cái nó bo vô cái tay của mình á, lên lên cái phôm mà nó bồng lên nó rất là đẹp nha mấy chị nha. Lúc nào vô sơ mi cũng để ý dùm đó không á. Cho mấy em dính nhà như thủy. Rồi lên dùng cho em mã khoác dùng cho em nè. Ghi liền em mã khoác lên dùng cho em ha. Khoác hay là mặc ôm đều được hết luôn. 49 ngàn. Ghi em mã lên 49 ngàn dùng cho em. Rồi lên dùng cho em ha. Em có một con quần ngố dùng cho em. Một con quần ngố ha. Size L dùng cho em. SML mang ok luôn cho Hải luôn. Chốt liền em mã ngố dùng cho em. Chốt liền em mã ngố dùng cho Hải nha. 59 ngàn. Một con quần ngố 59 ngàn dùng cho em. Chờ lấy thì chốt liền em mã lên 49. Lên 49 cho chị ạ. À. Hầu vỏ. Chết chết chết. Còn ở đâu chui ra con? Một con cho nó đi. Dạ. Sẵn luôn mấy chị 99 ngàn luôn. Xỉu. 200 mấy luôn rồi hả? Lúa xe lờ 59 ngàn cho hề hề. 220. Rồi thì em mã váy 99 ngàn dùm cho em. Tay bồng nè.
Con này bầu bí hôn cho em nha, kèm đai cho mình luôn, khoái dùng cho em 99.000, 220.000 nha mấy chị nha. Rồi chốt liềm em mã xanh dùng cho em nè, 99.000. Rồi cái này chốt liềm em mã dùng cho em nè, áo xanh dùng cho em nè, xanh nha, dán crop top dùng em 49.000. Đây dùng em mã xanh 49.000, em có 2 con nè. Đây dùng cho em mã áo xanh vải lạnh nè mấy chị nè, xanh dùng em có 2 con. Có 99 cho Hạnh Nguyên 623. Dùm em mã vàng 49.000 dùm em, rớt ba bên hông như thế này. Lên dùm cho em mã vàng nha mấy chị nha, 49.000. Vàng 49.000 em có một con. Xanh cho đổi thân thí. Rồi 69.000 chốt em mã tao bao 69.000 dùm cho em, váy tao bao nha mấy chị nha. 69.000, trời lấy thì chốt dùm em mã váy tao bao 69.000, em có được 2 con nha mấy chị. Ở phía sau của nó là chung như thế này cho mình nè. Chắc của này là chắc linen dùm cho em nha mấy chịu nha. Nó nhúng ở ngay đây cho mình lên nha mấy chịu nha. Con này chị nào lấy thì chốt liền em mã váy dùm cho em. Phôm này mang lên dễ thương lắm luôn. Chị nào bà bầu nhỏ nhỏ mang cũng được luôn nha. Chốt liền em mã váy 69.000 dùm em. Cái này là hàng tao bao nha mấy chịu nha. Lên dùm cho em mã váy dùm cho em. Rồi lên cho mình mấy con áo xô nè. Nãy mấy chị hỏi em còn áo xô xanh này không? Là gì ta? Kiểu lông lông lông. À áo lông. Rồi cái này chốt liềm em mã dùng cho em nè mấy chị. Rồi chốt ghi dùng cho em mã này nha mấy chị nha. Chốt liềm em mã xanh dùng cho em nè. Lên dùng cho em mã áo xanh nha mấy chị nha. Chốt liềm em mã áo xanh dùng cho Hải 49.000 dùng em. Xô xanh nha mấy tình yêu nha. Ghi em mã xô xanh dùm cho em, hãy có cho mình được 3 con nè. 2 con, 3 con xô xanh dùm em. Xô xanh, xô xanh. Ơn dùm cho em mã xô xanh nha mấy chị nha. À, cái quần này size to quá mấy chị ơi, về mấy bạn sửa lại một chút xíu không? Bỏ đi. Size 3XL mấy chị. Mà nó đẹp lắm luôn ấy. Để bốt lại một chút xíu thôi mấy chị ơi. 29.000, hoặc là chị nào mà có ai mà size to á kìa, phơm mà 80kg đổ lên á, chị nào lấy thì chốt em mã quần 39.000 dùm em có một cái thôi. Quần 39.000 lên cho em nhờ. Tôi dùng cho em mã quần 39.000 dùm cho em có một con thôi mấy chị. Ừ. Chứ mấy người đó hàng big size là thôi đi tìm là hơi bị khổ luôn ấy. Thì lúc mình big size mình lại trả 69.000 cho em mã váy. Con váy này là giống cái con váy đỏ. Rồi ta xem chấm tương tác lên cho em mấy chị ơi. Đây nha. Con này là giống con váy đỏ Hải Lai á mấy chị, ở trong hàng tao bao. Như là cái năm nay em còn bán size lớn á, cái mọi năm á mấy chị kìa. Mà nó có size lớn á là do là em mấy năm là em hay đóng hàng big size cho một bạn ở trong kia mấy chị. Quần 39 TikTok. Nhưng mấy chị yêu nha, không có size lớn đâu mấy chị. Nhưng mấy chị yêu nha. Rồi chờ lấy chút em mã váy 69.000 nè. Váy xinh như chị Trinh Nguyễn. Rồi lên dùm em mã chân váy caro dùm cho em 49.000 size M nè. Rồi lên dùm cho em mã chân váy caro 49.000 size M dùm cho em. Lên dùm cho em mã chân váy caro nha, 49.000 size M, em có cho mình được 2 con. Lên dùm em mã chân váy caro 49.000 size M. Rồi chốt tìm em mã áo trắng tơ dùm em, trắng tơ 59.000 em có 1 con thôi. Trắng tơ 59.000 một con duy nhất. Chờ lấy thì chốt tìm em mã trắng tơ 59.000. Trắng tơ 59.000 một con thôi. Chân váy caro 49.000. Ừ, 49.000. Chứ cái caro 49 cho chị Hồng Thị Kim Liên. Rồi lên dùng cho em mã sơ mi dùng cho em đẹp không? Sơ mi này đúng nhất mắt luôn á. Cái xanh hết rồi mấy chị ơi. Cái xanh này, nè. Cái xanh này. Không phải, cái xanh này váy kia. Trắng tơ 59. Trắng tơ 59 cho cái riêng vậy. Rồi cái liềm em mã sơ mi dùng cho em nè mấy chị nè. Lên dùng cho em mã sơ mi nha mấy chị nha. 49.000 dùng cho em. Trời ơi. Tôi dùng cho em mã sơ mi nha mấy chịu nha, 49.000, cái tay của bà đẹp ghê không? Ừ. Tay này phôi nút nè mấy chị. Tôi dùng cho em mã sơ mi dùng cho em ha, 49.000 dùng cho em. Hai con. Tôi dùng em mã sơ mi nha. Đây cái này là áo lông cừu. Cái này là áo lông cừu mình. Sơ mi 49.000 là giúp em đi ạ. Còn
con này mặc siêu ấm luôn á, em tặng mấy chị luôn ha, 39 ngàn. Chị nào lấy thì chốt liền em ở lông cừu dùng cho em. Cái này lông cừu mịn nha mấy chịu nha. Con này bạn thường buổi tối á, mình mặc cái này xong mình khoác cái gì bên ngoài á nha mấy chịu nha. Thôi các bạn mang đóng thùng với lại quần jean này kia nó rất là đẹp luôn nha mấy chịu nha. Chị nào lấy thì chốt liền em mã dùng cho em, 39 ngàn dùng cho em có mấy con thôi. Đẹp lắm mấy chị ơi. Mấy con thôi nha. Rồi lấy thì chốt liền em mã áo 39 ngàn dùng cho em. Áo 39 ngàn. Chốt liền em mà áo 39 ngàn dùng lại luôn đi em. Cái này ít. Sơ mi quấn kín cho chị bất ngờ. Trắng tơ hết rồi mấy chị ơi. Vâng, quần ống sung CL dùng cho em. Kẻ sung chất sung CL 69 ngàn. Lông cừu 39, lông cừu 39 là Thanh Thảo. Sung CL 69 ngàn. Lông cừu 39 là Duyên Nguyên chị. Còn cái quần sung này đẹp báo trái luôn á. Đây mà dính cho Nguyễn Châu. Chị lấy quần sung 69 ngàn CL có một con duy nhất nên sợ nó đẹp lắm luôn á mấy chị ơi. Đúng rồi, bà dính cho Hoàng Anh. Cái này là có hình rồi, có hình ở trong mặt với lại cái áo kiểu á. Và chốt thì em mã sơ mi tơ dùm em 49 ngàn. Rồi lên dùm em mã sơ mi tơ dùm em 49 ngàn. Lông cừu chứ đâu trơn. Rồi chốt thì em mã sơ mi tơ dùm em 49 ngàn dùm cho em. Rồi dùm cho em mã nha mấy chị nha. Sơ mi tơ dùm cho ai 49 ngàn. Lên dùng cho em mã áo beo dùng cho em ha, 69 ngàn. Beo 69 ngàn. Em có một con cổ vest này mấy chị, tay là có đệm vai thì mấy chị cũng biết là hàng nó xịn như thế nào rồi nha, chứ không phải tự nhiên mà các bạn phải đi mua giá là 49 cho ba thì thí hiền. Các bạn phải đi order giá là 200 ngàn, 250 ngàn. Em bán mấy chị sale 69 ngàn một con áo này. Chờ lấy beo chút, beo quần cho bên thì gần nha, quần hồng quần bao nhiêu, quần 69. Rồi chờ lấy chốt liền em mã áo beo dùng cho em. Quần xíu lên hàng nha. Chờ lấy áo beo lên mã áo beo xíu này với em cho thư tròn. Rồi cái này chờ lấy thì chốt liền em ha. Ghi dùm cho em mã xô hồng dùng cho em. Xô hồng dùm em 69 ngàn. Chốt em mã xô hồng 69 ngàn. Sang S dùm cho em. Rồi lên dùng cho em mã khoác len dùm em ha. Lên dùng cho em mã khoác len dùm em 69 ngàn. Chốt liền em mã khoác len 69 ngàn. Em có một con khoác len 69 ngàn ha, duy nhất một con luôn. Rồi lên dùng cho em mã váy dùm cho em ha, 69 ngàn. Con này bạn cô yếm rất là đẹp luôn. Lên dùng cho em mã váy hoa 69 ngàn dùm em. Khoác len 69. Khoác len 69. Hôm nay cho kim phục 106. Đây dùng cho em mã váy nha mấy chị yêu nha, 69 ngàn. Váy này là đâu biết không? Ở trong cái đơn hàng của mấy chị bữa trước không biết đâu. Váy xíu như lên hàng nha. Rồi cái này là size M dùng cho em nè. Yeah. Cái này gọi là cái gì anh? Sườn xám đúng không? Kiểu giống như sườn xám á mấy chị. Sườn xám xay mờ dùng cho em nè. Sườn xám xay mờ 69 ngàn. Nè mấy chị. Sườn xám đó mấy chị nha. Sườn xám nha, 69 ngàn xay mờ. Chờ lấy thì chốt đi dùm em. Đẹp chưa? Chờ lấy thì chốt nha mấy chị ơi. Siêu đẹp luôn. Lên dùng cho em mã nha, có cái thôi. Rồi chốt liền em mã chân váy size L dùm em 49 ngàn. Lên dùm cho em sườn xám hả? Bao nhiêu? 69 ngàn. Sườn xám gì đi lên. Rồi cái này chiều lấy thì chốt liền em mã chân váy hoa dùm cho em nè. Chân váy hoa dùm cho em ha. Chân váy hoa 49 ngàn size L dùm cho em. Lên dùm cho em mã chân váy hoa 49 ngàn size L. Em có một con.
Còn lên dùng cho em mã set caro dùng cho Hải nè. Kim em mã set caro dùng cho em, Hải có set caro nè mấy chị. Chờ lấy thì chốt tiền em mã set caro dùng cho Hải nha. Con này bạn có thể phối một con áo mỏng ở bên trong nữa nha. Set caro dùng em 59.000 size bò. Chờ lấy chốt tiền em mã set caro dùng cho em. Còn lên dùng cho em mẫu quần ngố dùng cho em nè, 49.000 size M luôn. Quần ngố nha mấy chị nha, 49.000 size M. Em đây nốt mấy cái này thôi mấy chị nha. Con áo ren 69.000 trải cho em mã ren 69.000. Sắc caro cho đổi hình thôi. Nè. Áo ren này thì cho em là 69.000, trong khi đó bạn đi mua là mấy 180, 190 á. Áo ren kiểu này 69.000, giờ lấy chốt vì em mã áo ren có con thôi. Rồi chờ lấy chốt vì em mã áo ren nha. Mấy cái áo này bạn cố là mấy con hoodie nè, phối với len này, ôm này kia. Đẹp nhất nách luôn, đẹp khó phải bàn luôn. Rồi chốt liền em mã váy bánh bèo dùng cho em 79.000 dùng cho em nè. Rồi lên dùng cho em mã váy 79.000 dùng cho em. Chốt liền em mã váy nha mấy chị nha, 79.000 em có cho mình được một con nè. Con này còn phía sau như thế này nha. Chờ lấy thì chốt liền em mã dùng quần ngố 49 cho chị Hương Hồ. Quần ngố cho Hương Hồ. Rồi cái này chị nào lấy cho em mã váy bánh bèo 79.000. Rồi lên dùng cho em mã váy đá dùng cho em ha. Váy đá dùng cho Hải này 69.000 em có một con này. Body nha mấy chị nha. Phố đá này mấy chị nè. Body cho mình nè. Rồi chờ lấy thì chốt thì em mã body dùng cho em ha. 69.000 em có một con duy nhất nè. Lên dùng em mã body. 69.000 lên tiền nha. 69.000 dùng cho Hải. Rồi cái này chị lấy yếm thì chốt yếm dùng cho em ha. Rồi lên dùng cho em mã yếm dùng cho em nè. Con này bạn về phố yếm vô cho Hải nha, xinh lắm luôn á. Yếm nha mấy chị đi nha, 49.000. Rồi lấy chung em mã yếm 49.000 dùng cho em. Một con duy nhất luôn. Lấy dùng cho em mã yếm nha mấy chị đi nha, 49.000 dùng cho em. Rồi con váy này đắp chéo nè. Yếm bông chín chín xuân bảy màu. Đây con này bạn xỏ bạn đắp chéo qua nha. Rồi chiều lấy thì chốt tìm em mã váy xanh dùng cho em 69.000 dùng cho em. Đây con này đắp chéo qua như thế này nha mấy chị nha. Bên hông của nó là gài nút cho mình luôn rồi. Chiều lấy thì chốt tìm em đây nè. Ở đây nó có dãy nút cho mình nè mấy chị. Cái nút của nó đẹp lắm luôn á, 69.000. Size này mấy chị 55kg đổ lại ok dùng cho em. Con váy xanh này đẹp lắm. Ở đây nó có dãy nút cho mình rồi nha mấy chị nha. Gài vô là nó có hàng nút ở đây nè. Hàng nút nha mấy chị nha. Đắp chéo qua cho mấy chị cọt thôi. Rồi chờ lấy thì chốt liền em mã váy xanh dùng em 69.000 có con thôi. Chờ lấy váy xanh lên mã váy xanh chứ không bị nhầm mấy chị nha. Váy xanh cho Hoàng Mai. Rồi ghi em mã áo len dùng cho em nè, 39.000. Ghi em mã len 39.000 em có con. Kim em mã lên 39.000 một con duy nhất. Rồi chốt thì em mã váy trắng 39.000 luôn. Con váy trắng này là hàng cao bao nha, váy tơ dùng cho em 39.000. Rồi chờ lấy thì chốt thì em mã váy tơ dùng em 39.000 em có một con. Váy tơ này siêu đẹp luôn. Đây. Rồi chờ lấy thì chốt thì em mã váy tơ. Đây là cái gì Vương? Váy tơ nha, 39.000 một con à. Này xe cho bạn bớt cái hàng một cái cũng hiểu nhiều chuyện không hiểu hơn này cô chú. Rồi set caro dùng cho em 49.000 có set nè. Rồi chờ lấy cho em mã set caro 49.000 55kg đổ lại nè ok. Mình có tên không hả mấy chị ơi? Tớ bây giờ hề hề. Cái gì hả? Rồi cái này chốt liền em mẫu quần dùm em 49.000 dùng cho em. Hả? Chứ... quần dùng cho em ha, chốt em mẫu quần 49 nghìn. Sơn Caro 49 cho Kiều Anh. Đây nè mấy chị nè. Rồi chốt thì em mẫu quần dùng cho em 49.000, 55kg đổ lại nè mấy chị. Rồi 59.000, chốt em mẫu quần xung 59.000, chốt em mẫu quần xanh đi. Cái này màu xám xám mấy chị.
Rồi cái này chị lấy chút thì em mã xanh, còn sung xanh thì em 59 ngàn. Sung xanh 49 ngàn cho Quỳnh thì Kim Ly. Cái này mã sung 59 ngàn cho cả nhà. Con này nha, Phú Yếm là nhức nách luôn. 49 ngàn, chốt mê mã hồng 49 ngàn dùm cho. Ghi mê mã váy hồng. Ghi mê mã váy hồng nha, 49 ngàn dùm cho. Này mấy chị, có tên hết rồi. 139 ngàn. Hồng 49 gì, Trinh Nguyễn. Rồi cái này em xả nhanh mấy chị, 69 ngàn luôn. Chốt mê mã xếp 69 ngàn, có xếp thôi này mấy chị nè. Rồi chốt đi mê mã xếp nha, 69 ngàn, một xếp duy nhất thôi. Ngày mai nhớ nghe má nha mấy chị nè. Rồi cái này chốt liền mê mã vàng kiểu, vàng nãy bạn mang với lại quần sọt trắng ở bên trong dùm cho em. Rồi cái này chốt liền mê mã áo vàng dùm cho em ha, áo vàng dùm em 49 ngàn dùm cho em. Lên dùm cho em mã vàng nha, 49 ngàn, con này là hàng to bao nha. Đây cái con sơ mi sọc này em bán cho mấy chị giá là 69 ngàn, trong khi đó em thấy cái bạn gì ở ngồi kia cũng bán giá là 140 nha, 140. Đây mấy chị, lên dùm cho em mã sơ mi sọc dùm cho em ha. Lấy xuống 7 màu. Rồi lên dùm em mã sơ mi sọc dùm em 49 ngàn dùm cho em. Sơ mi sọc nha, 49 ngàn có một con thôi. Rồi 59 ngàn size M, chốt dùm em mã chân vái 59 ngàn size M dùm cho em. Chân vái 59 ngàn size M này. Đây mấy chị, quần bên trong của nó nè. Sọc cho Quỳnh thì Kim Liên. Cái quần bên trong của nó là cái quần này luôn nha mấy chị nha, là cái vải ở như ở bên ngoài luôn á, chứ không phải là một cái lớp mỏng này kia đâu mấy chị. Rồi chờ lấy thì chốt liền em mã chân vái dùng cho em. Chân vái xay mồ nha, 59 ngàn một con duy nhất thôi. Cái quần này còn nè mấy chế ơi. Chờ lấy chốt em mã chân vái dùng cho em ha. Chân vái dùng cho Hải 59 ngàn. Rồi cái này chốt liền em mã quần kiểu dùng cho em nè, quần dáng bôm á. Em có size S, size M, size L và size L, 69 ngàn. Chờ lấy thì chốt liền em mã quần kèm size dùng cho em ha. Quần này là quần dáng bôm nha mấy chị nha. Quần dáng bôm dùng cho mấy bạn phố đồ rất là đẹp luôn. Kèm size vô nha, size S, size M, size L và size L. Em bán tặng cho mấy chị cái quần này luôn, 69 ngàn dùng cho em, rất là đẹp nha. Lên dùng cho em mã quần kèm size dùng em ha. S, M, L, XL dùng cho em, 69 ngàn dùng cho em. Rồi chốt tìm em mã trắng xô dùng cho em nè, 59 ngàn. Tôi dùng cho em mã trắng xô nha mấy chị nha. Quần xe mờ cho chị còn. Quần xong cái này chốt cho em còn mờ nè. Ít eo cho tâm mũi, chị cầm là ít, em cầm là ít eo. Cái mẹ đi học về. Các bạn đi học về. Rồi cái này chốt tìm em mã trắng tơ dùng cho em ha. Áo trắng dùng cho em nè. Lên dùng cho em mã trắng tơ dùng em, 59 ngàn có một con. Một con duy nhất. Rồi được ba con áo dĩ nhiệt nè mấy chị. Đã có được ba con áo dĩ nhiệt nè. Áo giữ nhiệt này là size phi size á mấy chị. Áo giữ nhiệt này cho Hồng Phúc. Đây mấy chị, giữ nhiệt nha mấy chị nha. Giữ nhiệt này là size cho mấy chị 60kg đổ lại nên ok luôn. To giãn cho mình 59 ngàn. Giờ lấy chốt liền em mà áo giữ nhiệt dùng cho em ha. Cổ lên 3 phân cho mấy chị này. Con áo này là hàng KS đó. Hàng KS này nó xịn lắm luôn á, thật sự luôn. Cái hàng này bữa nay mấy bạn đi ngọt, mấy bạn mua mấy cái áo giữ nhiệt của mình á, nó không bao giờ có gấp đẹp như thế này áo đâu. Áo giữ nhiệt cho Đinh Thị Thanh Nga. Em áo giữ nhiệt dùm em, 59 ngàn nhìn cho em. Áo
giữ nhiệt cho Phương, Phương cần hai cái. Rồi cái này ghi liền em ạ, công sở dùng cho em nè. Áo công sở cho mấy chị nha. 59.000 em có 3 con size XL nè. Size cho mấy chị nào mà 56kg, 57kg đủ lại mang được cho hãy luôn. Kim em mặc áo trắng công sở dùng cho em, 59.000 dùng cho em. Kim em mặc trắng công sở nha. Trắng công sở dùng cho em, hãy có 2 con thôi. Nãy chị Tâm có rồi mà đúng không? Có rồi nha chị Tâm ơi. Rồi cái này lên dùng cho em ha. Chốt liền em mã trắng công sở, chị nào đi làm nè, hay là chị nào mà thích mặc quần rinh với lại áo kiểu á, thì mình lấy con này mình phối vô nha mấy chị nha. Chốt liền em mã áo trắng dùng cho em, trắng công sở nha, hai con mấy chị ơi. Cái dùng cho em mã trắng dùng cho em ha. Lên áo khoác nè, áo khoác hãy hết rồi chị ơi. Khoác giờ chỉ còn áo khoác da thôi, chứ không còn áo khoác thường đâu mấy chị. Rồi cái này là set len dùng cho em nè. Trời ơi set len dùng cho em. Bán tặng mấy chị set này luôn 89.000. Lên dùng cho em mà set len 89.000. Size SM. Size này cho mấy bạn nào mà tầm size L 55kg là mang đẹp dùng cho em. Nè mấy chị, một con áo len nè, kèm cho mình một con chân váy nè, 89.000. Ôi nhưng mấy chị yêu nha. Chờ lấy chốt liền em mà set len dùng em, 89.000 một set. Set 89 cho cô Phương Trần. Rồi cái này chốt liền em mã set. Rồi duy nhất một set luôn mấy chị. Một con quần ống sung trắng này, kèm cho mấy chị một cái áo này, hàng tao bao nha, 89.000 luôn. Lên dùng cho em mã set trắng 89.000 dùng nè. Con này hàng này mấy bạn có thấy hot girl của mình lên không? Hot girl của mình lên là hàng nhái á, còn đây là chuẩn hàng luôn nè, chuẩn hàng cao luôn nha mấy chị nha. Hãy đang cầm là size L. Giờ lấy chốt đi em mã set trắng dùng cho em, set trắng nha cho khỏi nhầm. Đẹp lắm. Giờ lấy chốt đi mã set trắng cho khỏi bị nhầm mấy chị. Lên dùng em mã set trắng dùng em. Cái quần đẹp này. Và cái này chốt thì dùm em ha. Phôm váy đơn giản dùm cho em. Lên dùm em mã sách trắng cho khỏi nhầm mấy chị ơi. Rồi lên dùm em mã váy, em tặng cho chị cái váy này. Sách trắng 59.000 chứ tròn tròn. Rồi cái này chốt thì em mã váy dùm cho em, 59.000 dùm cho em. Đây này mấy chị. Con váy này xinh lắm, 59.000 có mấy con thôi. Đây dùng cho em mã váy 59.000 hàng cao bao nha. Có điện thoại ly nha. Có này có like mấy chị ơi. Nè còn cho chị gì đó nè. Và chị lấy chốt thì em mã váy ren 115.000 dùng cho em. Váy 59.000 còn nè nhau. Bài bài gì đó. Dạ để bạn gì rồi không chưa? Chưa bao bạn chưa? Để làm giống như hiện đàn. Con giúp kéo rồi kìa. Đôi kìa đang qua đây nè. Ngày đông bón mà đang rẽ tay. Đi qua đây. Đi qua bên kia kìa khó. Bà, bà cháu đi thay nhé. Cháu gì cháu? Cháu đi à? Thôi đi qua đây qua đây. Chứ cháu làm gì Tâm Nguyễn có rồi nha. Chứ cháu làm gì Tâm Nguyễn có rồi nha. Nãy ai ta? Tâm Nguyễn có rồi. Con thương mấy cô đi. Thương mấy cô nè. Cháu làm gì cho Nguyễn như rồi. Cháu làm gì đi thôi. Lên dùng cho em mã váy ren nha mấy chị nha. Váy bánh bèo quá mấy chị. Váy ren bánh bèo nha, 115.000 dùng cho em. Con này nó có mấy lớp thôi nha mấy chị nha. Tổng cộng là 3 lớp thì 3 lớp ha, 115.000. Chốt thì em mã váy 115 dùng em có con không? Con này vẽ bạn. Con này bạn phối ghi lê với cái chị nào mà mua cái ghi lê trắng lúc nãy á. Thì phối vô nha, đẹp lắm. Bỏ vòng ra chứ. Em mã váy ren 115 dùng em. 189 qua ba. Bữa nay bỏ không được đâu. Bữa nay đi bà không được. Không được. Chứ ông Hồng Đức hỏi em nói đại chắc bữa nay cũng mười mấy. Năm sáng mà. Em 17 rồi. Bên này là giúp em. Bên này bao nhiêu? Bên này 115. Bên 115 cho mình thì Kim Liên. Rồi cái này ghi em mã set caro dùng cho em có 2 set nè mấy chị.
set caro dùng cho Hải nha. Set caro này em bán tặng cho mấy chị luôn. À, size L nha, tặng cho mấy chị 69.000. Chả lấy chốt liền em mà set caro. Cái này mấy bạn, chị nào mà ví dụ như là mùa này á, thì mình phối cái con này thành ghi lê nha. Mình phối mấy con áo len cổ lọ bên trong ấy. Còn mùa hè thì mình mặc mấy cái áo này này. Nguyên set này mình chụp hình rất là đẹp luôn ấy. 69.000 size L nha. Chờ lấy chốt thì em mà set caro size L dùng cho hai set con. Caro 69.000 cho chị ạ. Xung mấy màu, caro 9 cho anh chị Thùy. Rồi cái này quần, quần rinh ống sung, quần rinh sung học. Cái này là quần rinh bôi, mấy chị quần rinh bôi size L nha. Tặng luôn cho mấy chị luôn 89.000 nha. Rainbow size L 89.000. Chúc em mã Rainbow size L nha, 89.000 dùng cho em. Rồi, ghi dùm em mã zoom dùng cho em nè. Em có một con zoom này mấy chị nè. Rồi một con zoom ống nha. Chị lấy zoom thì chốt zoom dùng cho em. Có hai, có một con thôi, 69.000 luôn. Chị lấy zoom thì chốt zoom dùng cho em, 69.000. Quần dinh 89.000, dáng bôi xây lờ đó mấy chị. Vô bỏ vô, vô bô, cái dục bên đó là chính xác. Giờ lấy dâm lên, bả dâm với em, ta rô hết rồi. Có quần dinh bôi lên, mẫu quần dinh bôi với em á. Rồi cái này chốt em mẫu quần sung 59.000, có một con size SML men ok luôn, rút dây lại. Chị lấy. Rồi cái này chiều lấy thì chốt đi dùm em, mã này là mẫu quần sung dùng cho em. Cái quần rinh size L mà không ai chốt à. Rồi cái này chị lấy thì chốt đi dùm em. Mã này là mã quần sung dùng cho em. Quần sung cái nào vỏ. Rồi ghi dùm cho em mã áo hoa dùng cho em. Áo hoa nha, em có được hai con. Ghi dùm em mã áo hoa 49.000, chốt liền em mã hoa 49.000 dùng cho em. Áo hoa này dễ thương không mấy chị? Cái này nó theo hết cho mình luôn. Nó theo lên nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt liền em mã dùng cho em nè. Ghi dùng cho em mã nha mấy chị nha. Chốt liền em mã dùng cho ai. Trên này mình còn. Lên dùng cho em mã nha. Áo hoa cho hình thịt kim liên. Lên dùng cho em mã dùng em. Thì gì ạ? Rồi chốt liền em mã dùng cho em. Mở ra coi luôn. Ghi mấy mã áo hoa dùng cho em nè, 49.000 nè. Rồi chốt đi dùm em mã dùng cho áo em mang còn á mấy chị. Chị nào lấy thì chốt. Rồi ghi dùm em mã chân quái nè, hai mang nè, 59.000. Chờ lấy chốt đi em mã chân quái 59.000 dùng cho em. Tôi dùng cho em mã chân vái 59.000 dùng cho ai. Chân vái nha mấy chị nha. 59.000 em có cho mình có con thôi mấy chị. Một con duy nhất ha. Chờ lấy chút tìm em mã chân vái. Chân vái này form nó đẹp lắm luôn á. Hãy có mấy con luôn á mấy chị. Đợt nào về Hải cũng lấy mấy cái chân vái này em mang cho luôn. Chân vái gì? Chân Nguyễn. Đợt nào ít mang á. Rồi cái này chiều lấy thì chốt đi dùm em mã dùng cho em nè mấy chị nè. Rồi lên dùm em mã chân váy tím dùng cho em ha. Khi em mã chân váy tím dùng cho em nè. Chân váy tím nha mấy chị nha, 59.000 luôn. Ê, cái set này còn set nè, chiều lấy thì chốt nè. Lên dùm cho em mã set dùm em. Còn set nè mấy chị ơi, 99.000 nè, size L nè. À nãy bao nhiêu anh nè, set này bao nhiêu? 89.000 à. Thì nó cũng vậy mà chỉ nó dài mà chứ nó đâu có phải là bị gì sao chân váy tím thì lấy chân váy tím chốt chân váy tím ghi rõ ra mấy chị cái xếp này lúc nãy bao nhiêu anh coi liền nữa ghi mê mã xếp 89.000 này mấy chị nào lấy chân váy tím thì chốt rõ chân váy tím ra dùm em với mấy chị ơi chân váy tím cho Hồng Như. Ghi liền em mã set 89.000 size L nè. Size L nha, em còn set nè. Đó dùng cho em mã dùng cho em size L nha mấy chị nha. 89.000 size L có set không mấy chị? Cái váy này còn. Cái này là váy 59.000 lúc nãy đúng không? Đó dùng em mã váy 59.000 còn con nè mấy chị nè. Set 89 cho Phương Phương Trần. Rồi ghi liền em mã váy 59.000 em còn con nè. Chờ lấy chút em mã váy 59.000 nè. Và ghi liền em mã chân váy lưới dùng cho em nè mấy chị. Chốt tìm em mã chân
váy lưới dùng cho hỏi nha mấy chịu nha. Chốt tìm em mở chân váy lưới dùng em, không thì trả lại đi. Rồi lên dùng cho em mở dùng cho em nha mấy chịu nha. Ai biết bao nhiêu anh ạ? Trăm tá, à trăm, trăm, trăm chín chín. Ai biết nó kiểu như vậy cái về cái lỗi, lỗi gì. Rồi cái này chốt tìm em mở dùm em ha. Lên dùng cho em mở dùm em, chân váy dùng cho em nè mấy chịu. Lên dùng cho em mở chân váy dùng cho hỏi nha mấy chịu nha. Chân váy lưới xanh dùng cho em 59.000. Ngố tay mờ dùng cho em nè. Để lại mặt luôn á. Tôi dùm em mở ngố mờ dùng cho em nè. Ngố mờ nè hãy có con thôi mấy chị. Chờ lấy ngố thì chốt ngố dùng cho em ha. Khi dùm em mở rinh ngố dùm em 59.000 dùng cho em. Rinh ngố 59.000 em có một con duy nhất luôn. Rất là đẹp luôn mấy chị. Tôi dùm em mở rinh ngố. Rồi chân váy lưới đẹp lắm mấy chị. Thôi tắt like nha. Chào sẵn mấy chị cô mấy số. Rinh ngố 69.000 là chị đặt máy nè. 69.000 size M. Ngố cho ti tóc. Đây mấy chị 59 hả? 59.000. Rồi cái này chiều lấy thì chốt liền em một con áo khoác. Áo khoác này là áo khoác hàng 200 mấy á mấy chị. 230 nha. Em bán cho mấy chị 99.000 luôn. Chờ lấy thì chốt liền em mặc khoác lên 99.000. Khoác lên này là dáng dài nha mấy chị nha. 99.000 dùng cho em. Hãy có một con thôi mấy chị. Khoác lên 99.000 một con duy nhất. Chờ lấy chốt em mặc khoác dùm cho em. Rồi cái này chốt đi một con áo tơ nha mấy chịu nha. Lên dùng cho em mã một con áo tơ nha mấy chịu nha. Chốt đi em mã tơ dùng cho Hải nha mấy chịu nha. Áo tơ nơ dùng cho Hải nha. Bán luôn cho mấy chị con này luôn, sale nhanh luôn mấy chị. Dễ thương không? Con này là nơ như thế này nè mấy chị. Khoét Hạnh mới có đơn chưa? Bấm đi nha. Rồi cái này chị lấy thì chốt đi em. Có chị Hạnh đây. Con này có mốt ngực luôn, 99.000. Tôi dùng cho em mã này là mã áo nơ dùng cho em này. Áo nơ nha, có một con thôi. Xả nhanh cho mấy chị luôn, 49.000. Lên dùng cho em mã áo nơ dùm em, 49.000. Áo nơ nha, 49.000 dùng cho em. Đây là nguyên set. Một cái quần kèm một cái áo 69.000, cho em mã set tơ cho Thanh Dung Lê nha. Đây, một con áo kiểu kèm cho mình một con quần sọt 69.000, chờ lấy cho em mã set 69.000. Tơ bóng kính cho Thanh Dung Lê. Ghi em mã set nha, 69.000, có set thôi mấy chị. Rồi lên dùng cho em mã váy dùng cho em ha. Váy hồng dùng cho em nè. 69.000, em có một con luôn. Lên dùng cho em mã váy hồng dùng cho em. Chốt đi em mã váy hồng một con duy nhất ha. 69.000 dùng cho em. Chốt em mã hồng nha. Rồi thôi em tắt like nha mấy chị nha. Mặt thiệt. Thế 69 cho Hạnh Nguyễn. Đây là cái váy hoa lúc nãy chị nào không chốt được nè. Cái hoa này có lúc nãy có gì nào không chốt được đúng không? Hoa 69 nè, chị nào mà không chốt được thì lên cho em mã cuối cùng rồi em tắt nha. Cái váy hoa này bạn làm yếm đẹp lắm luôn. Chị nào mà đi du lịch á, mấy chị mặc cái đầm dây cũng được ha. Đầm dây á thì mình rút dây cao lên một chút xíu thì không có hở nha. Còn chị nào mà muốn mặc yếm á thì mình rình cái dây này xuống cho Hải luôn nha. Nó có tăng đôi cho mình hết rồi á. Mấy chị nhìn cái con yếm này nè. Tịnh sò lắm luôn á. Tặng cho mấy chị luôn 69 nè. Thì lấy hoa 69, chốt hoa 69 dùng cho em. Hoa 69. Hoa 69 cho Gia Phương. Trời ơi mấy chị ha, tối hãy like nha mấy chị nha. Tối hãy like vái nhiều hơn nha. Trời ơi mấy chị nha.